Đây là Đinh Tiễn, một cô gái đáng yêu, hồn nhiên, ngây thơ, vô số tội. Ngày đầu tiên nhập học, Đinh Tiễn đã hùng hổ tới ký túc xá nam để tìm người quen. Thế nhưng bà quản lý không cho Đinh Tiễn vào với lý do con gái con nứa ai đời lại vào ký túc xá nam bao giờ. Hết cách, Đinh Tiễn đành đứng giữa sân hét lớn gọi tên anh bạn thân. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ về phía Đinh Tiễn. Người được Đinh Tiễn réo tên chính là Tư Việt, nam thần của các chị em trong trường. Cuối cùng hai người cũng được gặp nhau sau bao ngày xa cách. Đinh Tiễn tới tận đây tìm Tư Việt cũng là để thổ lộ tình cảm của bản thân. Trước đây cả hai đã hẹn cùng nhau thi đỗ đại học Thanh Hoa. Giờ đây Đinh Tiễn đã làm được cô muốn, Tư Việt thực hiện lời hứa năm xưa. Thế nhưng Tư Việt lại lạnh lùng từ chối đoạn tình cảm của cô. Dẫu vậy, Đinh Tiễn vẫn tặng anh một con robot đáng yêu. Tối đó, Tư Việt đang ngồi thẫn thờ ngắm nhìn con robot thì nhận được một mảnh giấy từ nó. Để biết bên trong mảnh giấy được viết gì, chúng ta hãy cùng nhau quay về tháng 8 năm 2009. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, Đinh Tiễn cùng gia đình chuyển tới Thâm Hải. Một cuộc sống mới bắt đầu với rất nhiều sự lạ lẫm của một cô gái thôn quê. Mặc dù gia đình Đinh Tiễn chuyển tới nhà mới nhưng căn nhà này khá chật chội. Mẹ bắt hai chị em phải ngủ chung phòng nhưng cả hai nào có chịu đồng ý. Cuộc tranh giành phòng ngủ giữa Đinh Tiễn và thồn lằng em trai Đinh Tuấn nổ ra khiến cô cộc đầu vào tường đến u cả đầu. Thế nhưng lúc nào bố mẹ cũng thiên vị em trai nhỏ hơn. Sau đó cả gia đình cùng tới nhà một người quen ăn một bữa cơm thân mật. Người này sẽ giúp ích cho công việc sắp tới của bố Đinh Tiễn nên mẹ cô khá là thảo mai thảo quả. Bà cũng không quên dặn dò hai đứa con trời đánh của mình đừng có mà báo. Gia chủ cũng có thêm hai vị khách là bạn của con trai họ qua học nhóm. Con trai của hai người chính là Tư Việt. Đây cũng chính là lần đầu Tư Việt và Đinh Tiễn gặp nhau. Bố mẹ hai người quả là những bậc phụ huynh châu Á điển hình. Trong bữa cơm, bốn người toàn bàn luận về chuyện điểm số. Suốt bữa ăn, mẹ Đinh Tiễn không ngừng hỏi điểm số của mấy cậu con trai rồi khen con gái mình học hành rất chăm chỉ. Thấy vậy, Tư Việt bèn ra mặt nói thay mấy thằng bạn. Anh cho rằng điểm số chỉ là phù du cho nên đủ dùng là được rồi. Mẹ Đinh Tiễn còn bon mùm nói ra chuyện hôn ước của Đinh Tiễn và Tư Việt. Bà hy vọng hai đứa trẻ thường xuyên qua lại hơn. Nghe xong, mấy cô cậu đều đứng hình khoảng chừng là 5 giây. Cảm thấy bữa ăn quá nhàm chán, ba thanh niên liền đứng dậy đi về phòng. Trong lúc đưa em trai đi vệ sinh, Đinh Tiễn vô tình nghe thấy Tư Việt cùng đồng bọn đang nói xấu mình. Cả ba khá không ưa gia đình Đinh Tiễn còn gọi cô là Trần Tinh. Thấy chuyện bất bình, Đinh Tiễn đã gõ cửa yêu cầu ba người phải nói chuyện phải trái rõ ràng. Đinh Tiễn xin giấy vệ sinh cho em trai rồi thẳng thừng tuyên bố sẽ hủy bỏ cái hôn ước dở hơi cám lợn với Đinh Tiễn. Cô nhất định sẽ không để Tư Việt được toại nguyện. Về tới nhà, mẹ không ngừng trách mắng Đinh Tiễn không biết ăn nói, không biết lấy lòng bố mẹ Tư Việt. Đinh Tiễn chán chẳng buồn nói liền ra ngoài mua thuốc cho vết thương trên trán. Cùng lúc đó, Tư Việt cũng đưa cậu bạn Từ Kỳ tới hiệu thuốc để bác sĩ nắn lại chân. Tuy khá là thốn nhưng thuốc đắng dã tật mà anh dai. Đinh Tiễn cũng tới hiệu thuốc đó để mua thuốc. Ai ngờ lại gặp ông bác sĩ siêu cấp nhiệt tình giới thiệu đủ các thể loại thuốc. Trong lúc thanh toán, Đinh Tiễn và Tư Việt lại chạm mặt nhau. Lúc này ông bán thuốc đang đòi tiền Đinh Tiễn vì lọ thuốc đã bóc không thể bán cho ai khác. Đã vậy, ông còn đưa ra một cái giá trên trời khiến Đinh Tiễn không đủ khả năng chi trả. Thấy vậy, Tư Việt liền tiện tay trả luôn cả tiền lọ thuốc giúp Đinh Tiễn. Đinh Tiễn hứa sẽ hoàn trả lại tiền cho Tư Việt nhưng anh chỉ cần cô mời anh đi ăn một bữa thật ngon là được. Thế là cả hai liền dắt díu nhau tới một quán cơm bụi oánh chén no say. Mặc dù đây chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng đồ ăn phải nói là đỉnh của chóp. Trong bữa ăn, Tư Việt cố tình lôi vết thương trên trán Đinh Tiễn ra làm trò đùa khiến cô nàng tức giận bỏ về. Ăn tức no rồi còn ăn uống làm cái gì nữa. Hôm nay là buổi khai giảng năm học mới đầu tiên của Đinh Tiễn tại ngôi trường mới. Mặc dù đã sắp tới giờ vào lớp nhưng Đinh Tiễn lại không tìm thấy thẻ tên của mình. Không có thẻ tên nhưng đã quá muộn, Đinh Tiễn vẫn phải vắt chân lên cổ chạy tới trường. Trên đường tới trường, Đinh Tiễn vô tình chạm mặt Tư Việt. Cô xấu hổ không đi đường chính mà quay người đi đường vòng cho xa. Hậu quả là Đinh Tiễn đã đi học muộn. Tưởng không có ai phát hiện ra hành tung bí ẩn của mình, Đinh Tiễn lén lút chạy vào tham dự buổi khai giảng. Thế nhưng cô vẫn bị thầy quản sinh bắt quả tang phạt đứng xuống cuối hàng. Tại đây duyên phận lại sắp đặt để Đinh Tiễn gặp lại Tư Việt nhưng hai người lại chẳng ai nói với hai câu nào. Sau đó Đinh Tiễn ngại ngùng bước vào lớp. Cô vẫn chưa thích nghi được với môi trường sống mới lạ của nơi này. Một lúc sau, Tư Việt bước tới ngồi cùng bàn Đinh Tiễn bởi không còn bàn trống. Mới buổi học đầu tiên mà Đinh Tiễn đã quên mang thẻ phù hiệu. Thấy vậy, Từ Kỳ liền đe dọa Đinh Tiễn nhất định sẽ được chăm sóc đặc biệt. Sau đó thầy giáo bước vào lớp đe dọa cả lớp phải học hành ngoan ngoãn, nếu không ông sẽ cho họ biết thế nào là lễ hội. Thầy chủ nhiệm còn nhắc nhở cả lớp phải đeo phù hiệu đầy đủ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đinh Tiễn vì cô nàng quên không đeo phù hiệu. Bên này, bố Đinh Tiễn được đề cử dạy lớp 12. Tại ngôi trường mới, ông cũng vô tình gặp được thằng cháu Bách Tòng của mình. Hai chú cháu mới hàn huyên được vài câu, ông Đinh đã phải rời đi kẻo lỡ mất cuộc họp hội đồng. Tại nhà ăn, Đinh Tiễn cũng vô tình gặp được Bách Tòng. Cảnh tượng hai anh em vừa ăn vừa tâm sự đã thu hút sự chú ý của Tư Việt cùng đồng bọn. Bởi lẽ ở trường học, Bách Tòng là một người khá có số có má. Sau khi quay lại lớp học, lớp trưởng lại tới đá đều Đinh Tiễn vài câu cho vui mồm. Cả lớp đều đã học qua chương trình học kỳ một lớp 10, cô lo sợ Đinh Tiễn sẽ học chậm hơn so với mọi người. Quả nhiên trong giờ toán, Đinh Tiễn bị thầy giáo gọi lên giải một bài tập liên quan đến hàm số nhưng cô chưa từng học qua kiến thức này. Nhưng Tư Việt lại dễ dàng trả lời trong khi không tập trung nghe giảng. Good job baby. Trong giờ ra chơi, Đinh Tiễn và Tư Việt lại cãi nhau như chó với mèo. Tư Việt muốn chỉ cho Đinh Tiễn cách giải hàm số nhanh gọn nhất nhưng cô lại chê anh chỉ vừa đủ điểm chuẩn không có tư cách dạy đời cô. Nghe Đinh Tiễn buông lời chê bai, Tư Việt cả lớp đều vô cùng ngạc nhiên bởi học lực của anh cũng không phải dạng vừa đâu. Cô lớp trưởng tạm thời còn đến đá đều vài câu khiến Đinh Tiễn ngượng chín mặt mà bỏ ra ngoài. Đinh Tiễn đang buồn bã ngồi thu lu một góc thì Bách Tòng đi tới. Biết Đinh Tiễn đang có chuyện không vui, Bách Tòng liễn dẫn cô tới căn cứ bí mật trên sân thượng.
Đây là nơi mỗi khi buồn Bách Tòng sẽ tới ngồi ngắm cảnh. Anh biết Đinh Tiễn mới chuyển tới thành phố sẽ gặp nhiều khó khăn và phải học cách thích nghi. Hai năm trước Bách Tòng cũng từng giống như Đinh Tiễn bây giờ. Khi đó anh chỉ có thể cố gắng mỗi ngày để thích ứng với cuộc sống nơi này. Khi Đinh Tiễn quay về lớp thì lớp trưởng cũng đã chiếm mất chỗ ngồi của cô. Cũng chẳng ưa gì Tư Việt nên Đinh Tiễn liền thoải mái đồng ý đổi chỗ với lớp trưởng. Thấy vậy lớp trưởng liền tỏ ra vô cùng thích thú. Làm gì có ai cá chê chuyện được ngồi cùng crush của mình cơ chứ. Thế nhưng Tư Việt lại không hề thích điều này. Sau khi tan học Đinh Tiễn lê từng bước chân mệt mỏi về nhà. Vào tới phòng Đinh Tiễn lại thấy thằng em báo đời đang dùng kính lúp đốt nhật ký của mình. Đinh Tiễn tức giận tính dạy cho em trai biết thế nào là lễ độ nhưng mẹ đã ra tay cản lại. Em nó còn bé em nó có biết gì đâu làm chị mà không nhường nhịn em được một chút à. Đúng là câu nói thanh minh điển hình của mấy bà mẹ châu Á. Đã vậy mẹ còn trách Đinh Tiễn không tập trung học hành mà còn có thời gian rảnh rỗi để viết nhật ký. Thấy mẹ đối xử quá bất công với mình Đinh Tiễn liền bật lại bà như tôm tươi. Chiến tranh thế giới thứ ba giữa hai mẹ con nổ ra may mà bố đã kịp thời can ngăn. Đinh Tiễn cầm lấy thẻ phù hiệu rồi quay về phòng trong sự uất ức tột cùng. Sáng hôm sau không hiểu thằng em Đinh Tuấn ăn phải bùa phải bả gì mà lại chủ động xin lỗi chị gái. Suốt bữa ăn Đinh Tuấn không ngừng nài nỉ chị gái tha lỗi cho mình. Thấy em trai ăn năn hối lỗi như vậy Đinh Tiễn nghe có vẻ cũng xui xui. Tới lớp học cậu bạn Lưu Hiểu Phong báo cho Đinh Tiễn biết tin Tư Việt đã bỏ thứ gì đó vào ngăn bàn của cô. Hóa ra đó chỉ là hộp bánh bò mẹ Tư Việt muốn gửi cho cô con dâu tương lai. Các cụ đã dạy ghét nhau ghét cả đường đi lối về. Mặc dù hộp bánh rất ngon nhưng Đinh Tiễn vẫn trả lại cho Tư Việt. Sau khi chuyển chỗ Đinh Tiễn cũng chẳng vui vẻ gì khi phải ngồi cùng bạn với cậu bạn học bốn mắt. Mặc dù bạn cùng bạn khá khó tính, cậu ta khá khó tính và u lì nhưng Đinh Tiễn cũng chả dám bật. Khi phát phiếu bài tập toán cậu cũng không thèm lấy giúp Đinh Tiễn. Đinh Tiễn hỏi cán bộ phụ trách môn thì đen đủi là cậu ta vừa mới trả lại thầy giáo. Đinh Tiễn lên xin thầy giáo thì càng nhọ hơn khi thầy đã phát hết cho lớp khác. Cuối cùng Đinh Tiễn đành phải tới phòng giáo viên in riêng một bộ đề khác. Tại đây cô thấy bàn giáo viên nào cũng đầy áp quà nhân ngày lễ nhà giáo chỉ có bàn bố mình là trống trơn. Chiều hôm đó sau khi tan học Đinh Tiễn đã đợi bố để đi về cùng. Cô bỗng nhớ lại cuốn nhật ký bố từng tặng mình. Bố rất thương Đinh Tiễn chỉ là ông không nói ra mà thôi. Sau đó Đinh Tiễn tặng bố một chiếc cốc giữ nhiệt nhân ngày nhà giáo. Tuy món quà nhỏ nhưng ý nghĩa của nó lại rất to. Thấy Đinh Tiễn hiếu thuận như vậy bố rất vui. Hai bố con về gần đến nhà thì gặp mẹ con Tư Việt. Sau khi đôi bên hàn huyên vài ba câu chuyện bố Đinh Tiễn cho rằng đôi bạn trẻ nên đi học cùng nhau cho nó có tí gọi là trách nhiệm. Dù sao cũng tiện đường đi lối về. Mẹ Tư Việt giơ hai tay hai chân ủng hộ ý kiến của bố Đinh Tiễn. Hai vị phụ huynh đã nói đến như vậy thì đôi bạn trẻ có mà chối đàng trời. Cái kèo cùng nhau đi học của Đinh Tiễn và Tư Việt đã được sắp xếp như vậy đó. Tối đó về phòng Đinh Tiễn thích thú ngắm nhìn cuốn nhật ký bố mới tặng. Cô nhất định sẽ viết những dòng tâm tư mới vào cuốn sổ này. Tối đó Đinh Tiễn về phòng và rất thích thú với quyển nhật ký mà bố tặng mình. Cô sẽ viết lên những dòng tâm tư mới của cuộc đời vào cuốn sổ này. Sáng hôm sau Tư Việt đứng chờ Đinh Tiễn dưới tầng để cùng nhau đi học. Tư Việt còn cẩn thận chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đinh Tiễn. Thế nhưng Đinh Tiễn không ăn mà lại ném cho thằng bạn bàn bên. Tư Việt nhìn thấy cảnh này thì khá là nóng máu. Tới giờ học toán thầy giáo có việc bận nên giao cho cả lớp một đống bài tập để đám học trò giữ trật tự làm bài. Lớp trưởng sẽ thay thầy ghi tên những bạn mất trật tự trong giờ. Khi về thầy sẽ dạy cho người đó biết thế nào là lễ hội. Không nằm ngoài dự đoán Đinh Tiễn và Lưu Hiểu Phong đã bị lớp trưởng ghi tên vào bảng vàng. Kết quả cả hai bị bế lên bục giảng để thầy dạy toán tổng xỉ và trước mặt cả lớp. Cùng lúc đó Từ Kỳ cũng báo hại cả lớp phải ở lại trực nhật vì tội nói chuyện riêng trong lúc thầy giảng đạo. Ai cũng a cay con chim cú ông thần này chỉ có Tư Việt tỏ ra khá là thích thú. Cuối buổi học cả lớp phải ở lại trực nhật. Tối đó vì lo cho con gái không quen với môi trường mới mà xích với bạn bè bố Đinh Tiễn đã mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cô. Ông còn dạy Đinh Tiễn về nhân sinh quan và cách ứng xử với bạn bè để có thể hòa hợp và phát triển bản thân ở một môi trường mới. Sáng hôm sau trước khi đi làm bố Đinh Tiễn còn cẩn thận nhờ Tư Việt để mắt tới cô con gái báo của mình. Bởi ông đã đích thân hỏi Đinh Tiễn một vài lần nhưng cô không chia sẻ khiến ông không biết đâu mà lần. Cũng vì vậy trên đường đi học Tư Việt luôn để mắt tới Đinh Tiễn. Trong giờ thể dục khi quả bóng rổ lao tới chỗ Đinh Tiễn Tư Việt đã nhanh chân nhanh tay đỡ cho cô. Cũng nhờ vậy mà hai người có cơ hội tiếp xúc gần nhau. Đinh Tiễn đắm đuối con cá nhìn Tư Việt. Sau khi nhìn sau đến phát ngượng Đinh Tiễn liền co giò chạy ra ngoài. Trong giờ ra chơi Đinh Tiễn đã đem hộp kẹo tới tặng các bạn để làm thân theo lời dạy của bố và tiền bối Bách Tòng. Thấy Đinh Tiễn tặng Tư Việt một thanh sô cô la lớp trưởng ngồi bên lập tức sôi máu. Cô bắt đầu lôi quy tắc không được ăn quà vặt trong lớp ra để thị uy. Đã vậy cô còn chê sô cô la của Đinh Tiễn là hàng dởm kém chất lượng còn loại cô hay ăn mới là hàng xịn. Thế nhưng Tư Việt méo quan tâm, anh bỏ viên sô cô la vào miệng nhai nhót nhép khiến lớp trưởng quê ơi là quê. Ngày hôm sau Đinh Tiễn thay mẹ đi tìm thằng em dại thì thấy nó đang say sưa chơi game tại trung tâm thương mại. Quả này về nhà mày ốm đòn với mẹ rồi em dại ạ. Đinh Tiễn chuẩn bị lôi cổ em trai về cho mẹ xử lý thì vô tình gặp Tư Việt cùng đồng bọn. Do có sự tác động của Tư Việt lớp trưởng cũng chủ động làm lành với Đinh Tiễn. Đã vậy cô còn muốn đổi lại chỗ như thở ban đầu khiến Đinh Tiễn khá là bất ngờ. Sau đó Đinh Tiễn đã cùng cả nhóm có một buổi đi chơi vô cùng vui vẻ. Chơi cũng đã thấm mệt hai chị em Đinh Tiễn xin phép về trước nếu không sẽ bị mẹ oánh lên bờ xuống ruộng. Trong bữa ăn Đinh Tiễn xin mẹ mua điện thoại nhưng bà không đồng ý vì muốn cô tập trung vào chuyện học hành. Sáng hôm sau mới tới lớp Tư Việt đã gọi Đinh Tiễn xuống ngồi cùng bàn mình. Hóa ra trước đó thanh niên hoi Tư Việt đã xin thầy chủ nhiệm cho Đinh Tiễn chuyển xuống ngồi cạnh mình với lý do kèm cặp bạn học mới cũng như trả ơn cho thầy Đinh.
Thầy Đinh cũng có mặt ở đó thêm mắm dặm muối vài câu khiến thầy chủ nhiệm không thể từ chối yêu cầu của Tư Việt. Về bàn, Đinh Tiễn được Tư Việt tặng chú gấu bông cậu đã thắng trong trò gắp thú ngày hôm qua. Mặc dù rất vui nhưng Đinh Tiễn vẫn tỏ ra này nọ lọ chai với Tư Việt. Thấy vậy Tư Việt liền cướp lại con gấu. Đã vậy thì anh đây không thèm tặng nữa. Cứ như vậy hai người lại có cơ hội tiếp xúc thân mật một cách không thể giả chân hơn. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau đắm đuối con cá chuối một hồi lâu. Mặc dù ngoài mặt tỏ ra ngại ngùng nhưng trong lòng mỗi người lại vui như nở hoa. Đinh Tiễn bỗng cảm thấy cuộc sống này cũng có chút đáng yêu, quãng thời gian thanh xuân dưới mái trường cấp 3 cũng có ý nghĩa. Tới khi nhận được bài kiểm tra, Đinh Tiễn lại thấy bớt yêu đời hơn một chút. Nhìn sang điểm số của Tư Việt, cô vô cùng ngưỡng mộ. Cùng là con người với nhau sao Tư Việt lại học giỏi vậy cơ chứ? Thấy điểm số trên bài kiểm tra cùng cái mặt chảy dài như cái bơm của Đinh Tiễn, Tư Việt lập tức nhận ra cô không vui vì kết quả học tập. Tư Việt không ngần ngại chỉ cho Đinh Tiễn cách giải đề sao cho dễ dàng nhanh chóng nhất, có lợi cho bản thân. Như vậy Đinh Tiễn đương nhiên là gật đầu lia lịa rồi. Cứ như vậy Tư Việt đã dùng cả một buổi để nạp kiến thức mới vào đầu Đinh Tiễn. Tư Việt cũng chỉ cho Đinh Tiễn cách ghi chép hợp lý để dễ dàng học thuộc lý thuyết. Sáng hôm sau hai người lại cùng nhau sánh bước tới trường. Đinh Tiễn có thói quen nhét hết sách vở vào ba lô nên ba lô của cô lúc nào cũng nặng trình trịch. Thấy vậy Tư Việt bèn xách ba lô hộ Đinh Tiễn, hai người một trước một sau nhìn đáng yêu vô cùng. Đến cổng trường Tư Việt bỗng gặp lại Thuần Tử. Thuần Tử đã xin nghỉ phép một thời gian khá dài để chữa bệnh nay mới quay trở lại trường tiếp tục công cuộc học hành còn đang dang dở. Có lẽ Thuần Tử là tâm điểm của nhiều người, đi đến đâu cũng được mọi người chú ý. Trong giờ học ngày hôm đó, thầy chủ nhiệm đã phân công lại cán bộ lớp để phục vụ cho các công tác sắp tới của cả lớp. Uyển Uyển vẫn sẽ giữ chức lớp trưởng như cô mong muốn. Tư Việt được đề cử làm lớp phó học tập nhưng cậu đã từ chối. Chính vì vậy anh chàng mắt cận Hà Tinh Văn sẽ giữ chức vụ này. Tử Kỳ sẽ giữ chức lớp phó thể dục. Đinh Tiễn đứng lên định đăng ký chức lớp phó văn nghệ nhưng Thuần Tử đã đi trước một bước. Sau khi đảm nhiệm chức vụ lớp phó văn nghệ, Thuần Tử đã rủ Đinh Tiễn cùng mình thực hiện phần vẽ vì biết Đinh Tiễn khá khéo tay. Giờ thể dục ngày hôm đó cả hai cùng ở lại lớp hoàn thành bảng biểu chào mừng ngày nhà giáo. Giờ thể dục kết thúc, Tư Việt là một trong những người đầu tiên quay trở lại lớp. Anh vô cùng ấn tượng với bức vẽ trên bảng của Đinh Tiễn, quả là kéo tay hay làm. Tới giờ kiểm tra môn tiếng Anh, người đầu tiên bị gọi lên bảng lại là Đinh Tiễn. Do đọc bài một cách cứng nhắc, Đinh Tiễn đã bị giáo viên nhắc nhở. Thấy Thuần Tử đọc trôi chảy lưu loát, Đinh Tiễn thoáng chút chạnh lòng. Vì muốn cải thiện vốn tiếng Anh ít ỏi, Đinh Tiễn đã nhờ Bách Tòng tìm giúp mình tài liệu luyện nói. Cũng chính vì chuyện này mà Đinh Tiễn đã vào lớp muộn. Thấy vậy Tư Việt đành nói dối thầy rằng cô đang đi vệ sinh. Một lúc sau Đinh Tiễn cũng đã lẻn vào lớp. Tư Việt tặng Đinh Tiễn cuốn sổ tay luyện học tiếng Anh của mình để cô có thể cải thiện vốn tiếng Anh ít ỏi, khiến cô rất chi là vui. Tối đó Đinh Tiễn đang ngồi học tiếng Anh, bố bỗng đi vào hỏi chuyện cô muốn mua điện thoại di động. Nếu cần thiết bố sẽ cho Đinh Tiễn dùng điện thoại của mình, còn ông sẽ dùng máy nhắn tin. Nghe bố nói như vậy, Đinh Tiễn bỗng cảm thấy chuyện mua điện thoại cũng không gấp lắm. Đinh Tiễn dùng điện thoại bàn liên lạc với các bạn cũng được. Thấy con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, ông Đinh liền bảo con gái mời các bạn tới nhà chơi để bồi đắp tình cảm. Mới nói thêm vài câu, ông Đinh đã để lộ chuyện ông nhờ thầy chủ nhiệm đổi chỗ để Tư Việt kèm cặp Đinh Tiễn. Nghe xong Đinh Tiễn rất không hài lòng với cách làm của bố mình, bởi cô cho rằng cô có thể tự giải quyết vấn đề của mình. Sáng hôm sau Đinh Tiễn vừa tới lớp được một lúc thì Tư Việt cũng đã tới. Thấy Tư Việt tới, Đinh Tiễn kiếm bừa một cái cớ rồi rời đi. Tới khi chuông báo reo vang, Đinh Tiễn mới vội vàng quay về lớp học. Bạn học nô đùa trên hành lang không may làm đổ coca lên người Đinh Tiễn khiến cô xịt keo ngay tại chỗ. Đang lúng túng không biết phải làm sao, Tư Việt bỗng từ đâu xuất hiện lấy áo khoác che cho Đinh Tiễn. Đinh Tiễn cũng ngại ngùng e thẹn cảm ơn cậu. Sáng hôm sau Tư Việt đứng dưới nhà Đinh Tiễn chờ cô hết cả một buổi vẫn không thấy cô đâu. Trong lúc đó Đinh Tiễn vẫn đang mải mê với đống quần áo bởi cô không có gì để mặc. Tới khi Đinh Tiễn quần áo chỉnh tề xuống dưới nhà thì Tư Việt cũng đã chơi được mấy ván cờ. Ngày hôm nay Tư Việt muốn đưa Đinh Tiễn đi ăn đi chơi quanh Thâm Hải. Mấy năm gần đây kinh tế khu vực này khá phát triển nên Thâm Hải cũng có khá nhiều điểm vui chơi. Tư Việt hứa nếu có thời gian rảnh sẽ dẫn Đinh Tiễn đi đây đi đó quanh thành phố mở mang tầm mắt. Cùng lúc đó học trưởng Tiến Thông tiện đường đi ngang qua cũng nhiệt tình chào hỏi Đinh Tiễn vài câu. Sau khi chào tạm biệt học trưởng, Đinh Tiễn quay lại đã thấy Tư Việt ăn hết đĩa cá viên chiên. Đúng là cái đồ ăn tham chốc mép. Sau đó Tư Việt dẫn Đinh Tiễn tới rạp chiếu phim. Hai người đang mải mê xem phim thì Thuần Tử bỗng xuất hiện bên bạn trai. Vô tình gặp gỡ, Thuần Tử cũng có chút xấu hổ mà chào hỏi Tư Việt. Thấy Thuần Tử đi cùng bạn trai, Đinh Tiễn thắc mắc không biết Tư Việt có thấy buồn không. Chuyện này đâu có liên quan tới Tư Việt, mắc cái gì mà anh phải buồn. Trên đường về nhà hai người bỗng gặp thầy giáo bốn mắt. Chẳng hiểu vì sao vừa thấy Đinh Tiễn ông thầy đã bắt đầu chơi trò đuổi bắt. Thấy vậy Tư Việt liền kéo Đinh Tiễn trốn vào một góc. Trời bất chợt đổ cơn mưa, Tư Việt nhẹ nhàng lấy áo của mình che mưa cho Đinh Tiễn. Khoảnh khắc đó Tư Việt mong sao thời gian có thể ngừng trôi để anh được ở bên Đinh Tiễn lâu hơn một chút. Trời cũng đã tạnh, hai người cùng nhau đứng dưới trạm xe bus chờ xe. Đinh Tiễn cho rằng một người tài sắc vẹn toàn như Tư Việt nhất định sẽ đỗ Thanh Hoa. Thế nhưng Tư Việt lại muốn Đinh Tiễn cùng thi vào Thanh Hoa với mình. Vinh quang còn chờ ở phía trước, chỉ cần Đinh Tiễn chăm chỉ học hành cô nhất định sẽ đạt được ước mơ. Sáng hôm sau vừa xuống dưới nhà, Tư Việt đã thấy Đinh Tiễn đang mặt nhăn mày nhó cố nuốt hết chỗ thuốc mẹ đã chuẩn bị. Thấy vậy Tư Việt liền đưa cho cô một viên kẹo nhỏ. Trong giờ học Tư Việt và Đinh Tiễn vẫn say mê nói chuyện riêng. Kết quả hai người bị cô giáo phạt đứng ra góc lớp. Nhân lúc không ai chú ý, Đinh Tiễn đã đưa Tư Việt tấm thiệp cô tự tay vẽ. Tư Việt khen cô cũng có chút năng khiếu. Thế nhưng thời gian để làm mấy thứ linh tinh này Đinh Tiễn hãy dùng để học toán. Nghe mà muốn tức cái mình, Đinh Tiễn liền đòi lại tấm thiệp. Đúng lúc này cô giáo đi ra gọi hai người vào lớp.
Tới tiết của thầy chủ nhiệm, thầy nhắc nhở mấy cô gái không chịu học hành suốt ngày đi chơi. Trên lớp thì mồm năm miệng 18 phét. Có ngày thầy sẽ đổi chỗ cả bọn cho hết nói thì thôi. Đinh Tiễn buồn thối ruột vì cố gắng mãi cũng chỉ nhích lên 2 bậc. Thời gian còn lại quá ngắn, Đinh Tiễn không biết phải làm nào để cải thiện học lực của mình. Tư Việt an ủi cô, chuyện học hành không phải là chuyện ngày một ngày hai, Đinh Tiễn phải cố gắng từng ngày. Tối đến trên bàn học, Đinh Tiễn còn chưa học được chữ nào mà đầu óc đã nghĩ đến chuyện tương lai. Cuối cùng Đinh Tiễn ngủ quên trên bàn học lúc nào không hay. Tới khi Đinh Tiễn mở mắt dậy, trên bàn lại có thêm một tờ giấy nhắn của bố. Cả nhà đã cùng nhau đi xem pháo hoa, chỉ còn lại Đinh Tiễn ở nhà. Đúng lúc này đồng bọn của Đinh Tiễn cũng tới dưới nhà gọi cô đi ngắm pháo hoa. Ngoài đường đông vui tấp nập người qua lại, Tư Việt nắm tay Đinh Tiễn dẫn cô tới bên bờ hồ. Khi cả đám tới nơi thì pháo hoa cũng đã hết, đúng là đen như chó mực mà. Lúc này trên bầu trời bỗng bắn thêm một lượt pháo hoa khiến bốn bạn nhỏ vui mừng hò hét. Về tới nhà, Đinh Tiễn vẫn hoài niệm khoảnh khắc Tư Việt nắm chặt tay mình. Cô mỉm cười viết lại khoảnh khắc ngọt ngào đó vào nhật ký. Có người từng nói người ở bên bạn vào khoảnh khắc giao thừa là người sẽ ở bên bạn đến cuối cuộc đời. Đinh Tiễn hy vọng câu nói đó sẽ đúng với bản thân mình. Sáng hôm sau, mấy bạn trẻ lại hẹn nhau tới bên hồ thả đèn trời. Nhìn chiếc đèn bay càng ngày càng xa, trong lòng ai cũng có ước nguyện của riêng mình. Chiếc đèn trời mang theo ước nguyện của bốn bạn nhỏ bay xa mãi xa. Kỳ nghỉ Tết cũng đã kết thúc. Quay trở lại trường học, Đinh Tiễn còn chưa kịp học chữ nào đã lăn đùng ra ốm. Thế nhưng hôm nay có bài kiểm tra, nếu Đinh Tiễn không tới lớp thì chết chắc. Thi xong, bốn bạn nhỏ đều than thở bài thi làm quá chán. Bài thi của Đinh Tiễn không cần phải nói cũng biết chán như thế nào. Lo lắng Đinh Tiễn sẽ sốt đến mức hỏng não, Tư Việt liền khuyên cô về nhà nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Đinh Tiễn đang hắt xì liên tục thì mẹ báo tin Tư Việt mang bài tập đến cho cô. Nghe vậy, Đinh Tiễn liền bật dậy như tôm thu dọn bãi chiến trường trong phòng mình. Sau đó Đinh Tiễn ngồi ngay ngắn đợi Tư Việt. Đinh Tiễn thắc mắc vì sao Tư Việt không đưa bài tập cho mẹ mình mà lại mất công vào tận phòng cô. Tư Việt liền hỏi Đinh Tiễn có muốn anh đưa bảng thành tích của cô cho mẹ không mà thắc mắc nhiều như vậy. Nghe tới đây, Đinh Tiễn bỗng cảm thấy tim đập chân run. Mẹ mà biết Đinh Tiễn đứng chót lớp thì cô nhất định sẽ sống không yên với bà. Tư Việt vừa về nhà, mẹ đã than thở năm nay chỉ có hai mẹ con, có năm mới cảm giác trống vắng vô cùng. Thấy vậy, Tư Việt cũng nhẹ nhàng an ủi mẹ vài câu để mẹ đỡ buồn. Lúc này mẹ Tư Việt mới thắc mắc con trai đi đâu mà giờ này mới về. Sau đó mẹ lại hỏi mối quan hệ của Tư Việt và Đinh Tiễn đã có tiến triển gì chưa. Tư Việt lảng tránh câu hỏi của mẹ rồi đi về phòng. Tối đó Đinh Tiễn cũng tới nhà học trưởng Tiến Thông. Đinh Tiễn cảm thấy lượng kiến thức quá lớn, cô không thể nào theo nổi. Với kinh nghiệm của người đi trước, Tiến Thông cho rằng ngoài học hành chăm chỉ thì cũng cần phải có đầu óc. Anh mong Đinh Tiễn không cố quá để rồi quá cố. Về tới nhà, Đinh Tiễn định dùng máy bàn gọi điện tâm sự với Tư Việt. Thế nhưng cô còn chưa kịp bấm số thì anh đã gọi cho cô. Mặc dù chỉ kịp nói chuyện tình tứ vài câu nhưng cũng đủ để hai đứa trẻ vui suốt cả đêm. Ngày hôm sau mới tới lớp, Đinh Tiễn đã ngơ ngác nhìn sơ đồ lớp học. Cũng may mà chỗ ngồi của cô vẫn vậy, không có gì đổi thay. Về tới chỗ ngồi, Đinh Tiễn mới biết tin Tư Việt cố ý làm bài không tốt để được ngồi cạnh cô. Nghe vậy, Đinh Tiễn cũng cảm thấy có chút mừng thầm. Buổi trưa hai người lại cùng nhau đi ăn. Nghe Đinh Tiễn nói hôm nay là sinh nhật cô, Tư Việt có chút bất ngờ. Tư Việt chúc mừng sinh nhật Đinh Tiễn rồi đưa cô tới phòng nghiên cứu của một vị giáo sư. Đinh Tiễn bước lên bục, Tư Việt đứng phía sau nhẹ nhàng ấn nút. Trên trần nhà bỗng hiện ra bản đồ tinh vân ngày sinh của Đinh Tiễn. Trần nhà lấp lánh như vũ trụ thu nhỏ chỉ dành riêng cho cô. Thế nhưng Tư Việt cho rằng tuy chòm sao rất đẹp nhưng nó cũng chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn trong vũ trụ mà thôi. Sáng hôm sau, Tư Việt có trận thi đấu bóng rổ với đội lớp bên nhưng anh cũng có lịch trực nhật. Thấy vậy, Đinh Tiễn không ngần ngại trực nhật giúp Tư Việt để anh có thể đi thi đấu. Khi Đinh Tiễn cùng cô bạn thân trực nhật sắp xong thì Khả Khả tới nhờ Đinh Tiễn gửi một bức thư cho Tư Việt. Thấy vậy, Sa Địch liền tức giận xé bức thư ra làm trăm mảnh, thế nhưng Đinh Tiễn không đồng ý với hành động này. Dù sao đây cũng là thư của người khác, xé thư của người ta như vậy là hành động trái với lương tâm. Nghe xong, Sa Địch tức giận quay người bỏ đi. Trên đường về nhà, Đinh Tiễn ấp úng mãi vẫn không biết phải giải thích với Tư Việt như thế nào. Cuối cùng chuyện cần nói thì không nói mà chuyện không cần nói thì lại nói rất nhiều. Tối đó ngồi trên bàn ngẫm nghĩ, Đinh Tiễn cảm thấy những người xung quanh Tư Việt đều xuất sắc hơn cô cả trăm cả ngàn lần. Sau đó Đinh Tiễn đã chép lại thư của Khả Khả để gửi cho Tư Việt. Sáng hôm sau đến lớp, hai cô bạn thân vẫn còn giận nhau. Thấy nét chữ của bức thư dưới gầm bàn giống hệt với nét chữ của Đinh Tiễn, Tư Việt cũng chẳng hiểu kiểu gì. Sa Địch vẫn còn giận Đinh Tiễn nên tới giờ cơm cả hai vẫn đường ai nấy gì. Thậm chí giờ thể dục hai người cũng không tập luyện cùng nhau. Con gái quả là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Trưa ngày hôm đó, thầy chủ nhiệm nhắc Từ Kỳ thành lập danh sách học sinh tham gia thi thể dục thể thao rồi nộp cho thầy. Nhận lệnh, Từ Kỳ liền hỏi Sa Địch có muốn tham gia không. Thế nhưng Sa Địch còn đang bận tức cái lồng ngực thì thi thố cái gì. Tan học, Đinh Tiễn lủi thủi đi về một mình. Nhìn Tư Việt đi trước, trong lòng cô thoáng chút buồn. Sau đó Khả Khả lại chạy tới nhờ Đinh Tiễn giúp mình gửi quà cho Tư Việt. Đinh Tiễn không biết cách từ chối đành mang hộp quà về. Tối đến, Tư Việt ngồi đọc bức thư Đinh Tiễn copy paste lại mà cười như đời ươi ăn phải bà. Thật là nhảm nhí quá đi. Sáng hôm sau mới đến lớp, Tư Việt đã thấy trong ngăn bàn mình có một hộp quà. Tư Việt cũng đặt một túi quà lên bàn Đinh Tiễn. Tư Việt cứ nghĩ Đinh Tiễn tỏ tình mình nên đây là món quà anh đáp trả tình cảm của cô. Nghe Sa Địch nói bức thư và hộp quà đều là của Khả Khả lớp bên, Tư Việt tức giận kéo Đinh Tiễn lên sân thượng ba mặt một lời. Tư Việt thắc mắc Đinh Tiễn là chuyển phát nhanh hay sao mà đi làm mấy chuyện này rồi mắng cô một trận. Đương nhiên anh cũng trả lại cô hộp quà của Khả Khả. Thấy Tư Việt mắng như tát nước, Đinh Tiễn tủi thân khóc như mưa. Ngày thi đấu cũng đã đến, Khả Khả thảo mai thảo quả tới ngồi bên Đinh Tiễn. Đinh Tiễn xin lỗi Khả Khả vì đã làm rách thư của cô, thế nhưng Đinh Tiễn cũng đã viết lại một bức thư y hệt.
Nghe xong Khả Khả không mắng Đinh Tiễn nửa lời, lại còn ngỏ ý muốn giao lưu kết bạn cùng Đinh Tiễn. Tới tiết của thầy chủ nhiệm, thầy chúc cả lớp đều đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi cuối kỳ. Vậy là một năm học sắp kết thúc, Đinh Tiễn cùng các bạn chuẩn bị bước vào một kỳ thi đầy áp lực. Đinh Tiễn vẫn đang tự mình tách khỏi nhóm bạn thân. Hôm sau thấy một đám trẻ con bắt nạt em trai mình, Đinh Tiễn liền chạy tới giải vây rồi kéo em trai về nhà. Tới nhà, Đinh Tiễn vừa xoa dầu cho em trai vừa mắng cậu bé khôn nhà dại trợ. Ở nhà thì cãi chị như hát hay, mà ra ngoài lại để mấy đứa trẻ danh bắt nạt. Nghe vậy Đinh Tuấn cũng bật lại, bởi Đinh Tiễn cũng đâu có khác cậu là mấy. Đinh Tiễn nghe xong cũng cạn lời. Tối đó Đinh Tiễn ngồi trong phòng ngắm nghía món quà sinh nhật cô chuẩn bị cho Tư Việt. Bên trong là một bức tranh vẽ giải ngân hà đẹp đến nao lòng. Sau một hồi suy nghĩ, Đinh Tiễn quyết định chạy đi tìm Tư Việt. Bên này Tư Việt cũng đang đón sinh nhật cùng đồng bọn. Khi Đinh Tiễn đi tới nơi thì tiệc cũng đã tàn, mọi người cũng đã về hết. Đinh Tiễn cứ nghĩ bản thân sẽ không thể gặp Tư Việt vào ngày quan trọng thì anh bất ngờ xuất hiện. Hóa ra đám người Từ Kỳ và Sa Địch đều đã đi hát, chỉ còn lại Tư Việt ngồi đợi Đinh Tiễn. Mặc dù Đinh Tiễn đến muộn nhưng Tư Việt vẫn phần cô một góc bánh. Hai người cùng nhau thổi nến, cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Tư Việt. Đinh Tiễn tặng Tư Việt món quà cô đã chuẩn bị từ trước. Ai ngờ Tư Việt cũng tặng lại cô một chiếc điện thoại di động. Anh muốn khi không tìm thấy cô có thể bấm số gọi cô cho nhanh. Nhờ có buổi sinh nhật, hai người lại làm lành với nhau, không còn một chút hờn dỗi nào nữa. Trong lớp học, thầy chủ nhiệm mắng học sinh đến tỉnh cả ngủ. Mấy bạn học ngồi bàn đầu chắc cũng đinh tai nhức óc vì mấy lời mắng chửi của thầy. Tới giờ ra chơi, Đinh Tiễn không may làm hỏng sổ của Sa Địch. Trời đất quỷ thần ơi, đang giận nhau còn không hết lại còn gây thêm tội. Sa Địch vừa mới bước vào lớp đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Sa Địch chạy vào nhà vệ sinh khóc lớn. Đinh Tiễn lặng lẽ đi theo sau xin lỗi cô bạn thân. Cô cũng không cố tình làm rách cuốn sổ của Sa Địch. Sa Địch thắc mắc không biết Đinh Tiễn sẽ đền lại cô kiểu gì. Lẽ nào Đinh Tiễn lại mua quyển mới rồi chép lại giống như cách cô làm với Khả Khả sao? Nói xong, Sa Địch lại chạy vào phòng khóc một mình. Đinh Tiễn đứng bên ngoài năn nỉ ỉ ôi chân thành xin lỗi Sa Địch. Cuối cùng hai cô bạn thân cũng tha thứ cho nhau. Khi trong lòng không còn khúc mắc, Đinh Tiễn cũng vui vẻ yêu đời hơn rất nhiều. Tới giờ ăn trưa, Khả Khả tới ngồi cùng Đinh Tiễn và đồng bọn. Khả Khả cũng tuyên bố thẳng bức thư tỏ tình là của cô, thế nhưng cô không phải kiểu con gái bám dai như đỉa lói. Nếu Tư Việt không thích, hai người có thể làm bạn. Tư Việt nghe vậy cũng không ý kiến gì. Thấy tình hình không khả quan lắm, Từ Kỳ liền kéo Tư Việt sang chỗ khác. Sa Địch cũng bỏ đi vì không ưa Khả Khả. Đinh Tiễn thấy vậy liền muốn nói chuyện riêng với Khả Khả. Thế nhưng Đinh Tiễn còn chưa kịp nói, Khả Khả đã biết cô đang nghĩ gì. Sau khi ăn cơm cùng Tư Việt thì Khả Khả cũng đã hết sạch tình cảm với anh, bởi lẽ cô không thích người lạnh lùng như vậy. Vậy nên Đinh Tiễn cũng không cần phải khó xử với cô. Nói rồi Khả Khả quay người rời đi. Trong lớp học, Đinh Tiễn nhìn lên bảng thấy mắt đã mờ hơn xưa. Tối đó Đinh Tiễn muốn mẹ mua cho mình một cặp kính mới. Bởi gia đình Đinh Tiễn cũng không khá giả gì nên mẹ muốn cô lên bàn đầu ngồi để không phải đổi kính. Như vậy cũng hạn chế việc tăng độ cận của Đinh Tiễn. Lo sợ sẽ bị đổi chỗ, Đinh Tiễn liền thay đổi ý kiến. Cô sẽ cố gắng nhìn chứ không muốn đổi chỗ ngồi. Thế nhưng mẹ Đinh Tiễn không những muốn đổi chỗ mà còn muốn đổi lớp cho cô. Đương nhiên Đinh Tiễn sẽ không đồng ý với ý kiến của mẹ. Đây là cuộc đời của cô, vì vậy cô muốn tự mình quyết định. Nói đoạn Đinh Tiễn đứng dậy bỏ về phòng. Một lúc sau, bố Đinh Tiễn mang vào cho cô một chiếc điện thoại mới. Lúc này Đinh Tiễn mới lấy ra chiếc điện thoại Tư Việt tặng cô. Thấy vậy, thầy Đinh liền dặn con gái trả lại điện thoại cho Tư Việt sử dụng chiếc điện thoại ông mới mua. Thầy Đinh cũng dặn dò Đinh Tiễn nghe lời mẹ, chọn lại lớp học cũng như ban học phù hợp phục vụ cho việc thi đại học. Thầy Đinh rất chiều con gái nhưng cũng rất thấu tình đạt lý. Những gì mẹ Đinh Tiễn làm cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của cô. Vậy nên thầy Đinh muốn Đinh Tiễn suy nghĩ kỹ càng để sau này không phải hối hận. Tại trường, thầy cô đều khen Đinh Tiễn rất có năng khiếu văn học. Mọi người đều cảm thấy Đinh Tiễn có khả năng phát triển hơn khi chọn ban xã hội. Thế nhưng Đinh Tiễn vẫn một mực muốn chọn ban tự nhiên. Về lớp, Đinh Tiễn lại hỏi ý kiến của Tư Việt. Đương nhiên Tư Việt chỉ dám đưa ra gợi ý chứ không dám quyết định thay cô. Tư Việt cho rằng Đinh Tiễn chỉ có thể tập trung sự chú ý vào những môn học cô thật sự yêu thích. Không nghe thì thôi chứ nghe xong Đinh Tiễn cũng lú cái đầu. Trong tiết thể dục, Đinh Tiễn không may bị quả cầu lông đập trúng mặt. Tư Việt liền dẫn Đinh Tiễn tới phòng y tế kiểm tra. Bác sĩ dặn Đinh Tiễn phải chườm túi chườm lên mắt liên tục để không sưng. Trời ạ, đã tăng độ cận rồi còn mắt nổ mắt xịt thì Đinh Tiễn biết phải học hành thế nào đây. Đinh Tiễn bỗng cảm ơn Tư Việt vì anh đã giúp cô quá nhiều điều. Sáng hôm sau, Đinh Tiễn quyết định tới ban tự nhiên thử chinh phục mấy môn toán lý hóa. Về lớp, Đinh Tiễn tuyên bố cô sẽ mãi ủng hộ Tư Việt cho dù anh có làm gì đi chăng nữa. Tan học, Sa Địch về nhà, Đinh Tiễn chọn quần áo giúp cô. Đã vậy, Sa Địch còn muốn trổ tài cắt tóc cho Đinh Tiễn. Đinh Tiễn biết bản thân đang giao chứng cho ác nhưng vẫn chọn đại một kiểu để Sa Địch trổ tài. Nhìn thao tác của Sa Địch, tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Sau một vài đường cắt không mấy gọn gàng, kết quả đúng như những gì tôi nghĩ. Nhìn quả mái ngố đến không thể ngố hơn, Đinh Tiễn thật muốn đoạn tuyệt quan hệ với Sa Địch. Hôm nay có buổi hẹn hò nhóm mà quả mái của Đinh Tiễn lại ra nông nỗi này. Suốt cả một buổi, Đinh Tiễn phải đội mũ để che đi quả mái ngố của mình. Tới quán bia, Tư Việt tháo mũ của Đinh Tiễn ra rồi khen cô để tóc này rất dễ thương. Nghe Tư Việt khen như vậy, Đinh Tiễn cũng tự tin hẳn. Sau đó Đinh Tiễn trổ tài bắn bia khiến Từ Kỳ cũng phải khen tấm tắc. Đinh Tiễn vui vẻ nô đùa cùng các bạn mà không hề hay biết thầy chủ nhiệm đang tới thăm nhà. Mẹ Đinh Tiễn lo lắng không biết cô con gái báo của mình đã bày trò gì mà để thầy chủ nhiệm cất công tới tận nhà. Thế nhưng thầy chủ nhiệm tới đây chỉ vì muốn bàn bạc với gia đình về việc chọn ban học của Đinh Tiễn. Nghe thấy trong lời nói của thầy chủ nhiệm có chút khinh thường con gái mình, mẹ Đinh Tiễn liền nổi giận. Đinh Tiễn chọn ban tự nhiên thì có làm sao? Dù sao khi còn ở quê, Đinh Tiễn cũng đứng thứ hai của lớp chứ đâu có đùa.
Tính sĩ diện của mẹ Đinh Tiễn bỗng trỗi dậy đồng ý cho con gái chọn ban tự nhiên mà không ý kiến gì. Tối đến Đinh Tiễn cũng phải về nhà. Vừa về tới nhà, Đinh Tiễn đã thấy mẹ mặt mày đằng đằng sát khí. Nhìn thấy quả đầu cả ngố của Đinh Tiễn, bà càng phát điên. Bà Đinh tức giận nói bản thân vất vả nuôi nấng Đinh Tiễn nên người vậy mà tới khi lớn khôn Đinh Tiễn lại cãi bà nhem nhẹm. Bà Đinh cũng yêu cầu Đinh Tiễn phải chuyển sang ban xã hội học. Nói rồi bà khóc lóc bỏ về phòng. Thầy Đinh cũng kêu Đinh Tiễn ngồi lại nói chuyện. Hôm nay thầy chủ nhiệm đã tới đưa giấy đăng ký ban tự nhiên của Đinh Tiễn. Chẳng trách mẹ cô bỗng nhiên tức giận như vậy. Thầy Đinh cũng không hiểu vì sao Đinh Tiễn đăng ký chọn ban mà không nói với bố mẹ. Thật lòng Đinh Tiễn cũng không muốn cãi mẹ cãi cha, nhưng bây giờ Đinh Tiễn ở lớp rất vui, cô không muốn rời xa anh em xương máu của mình. Thấy vậy bố liền ra điều kiện với Đinh Tiễn. Nếu bài kiểm tra cuối kỳ tới Đinh Tiễn đạt điểm môn tự nhiên kém cô nhất định phải chuyển lớp. Sáng hôm sau Đinh Tiễn kẹp chiếc máy ngốc nghếch của mình lên rồi tới trường như mọi ngày. Tiết học của thầy chủ nhiệm vẫn áp lực như vậy. Đinh Tiễn ngồi ngẩn ngơ luyến tiếc không muốn rời xa bạn bè. Thấy Đinh Tiễn mặt chảy dài như cái bơm, Tư Việt liền viết thư an ủi cô. Tới giờ ra chơi, bố Đinh Tiễn tới báo cho cô biết tin mẹ đã đồng ý để cô ở lại lớp nhưng cô phải được 270 điểm. Nghe vậy Đinh Tiễn biết cô có chăm chỉ đi chùa khấn vái các cụ thì cũng không ai gánh được cô. Về chỗ ngồi, Đinh Tiễn liền hỏi Tư Việt làm cách nào để cô có thể được 270 điểm. Tư Việt cho rằng chỉ còn cách nằm mơ, chứ với trình của Đinh Tiễn thì 250 điểm cũng khó chứ đừng nói đến 270 điểm. Tối đó bà Đinh nấu rất nhiều món ngon. Đinh Tiễn ngoan ngoãn gắp cho mẹ một miếng, ai ngờ mẹ lại giận dỗi chuyển miếng thịt qua bát của em trai cứ như muốn hắt hủi tấm chân tình của con gái. Ăn cơm xong mẹ lại vào phòng nói sang tuần bà sẽ đưa Đinh Tiễn đi cắt lại kính. Sáng hôm sau thấy bài kiểm tra chỉ được 63 điểm, Đinh Tiễn liền tắt ngấm hy vọng. Điểm chắc như vậy thì mơ ước gì chuyện điểm tổng kết cao như mẹ mong muốn. Thấy vậy Tư Việt liền chỉ cho Đinh Tiễn những lỗi sai cơ bản. Anh nói Đinh Tiễn chỉ cần áp dụng đúng công thức là sẽ có đáp án. Đinh Tiễn buồn bã muốn ra ngoài hít thở. Tại hành lang Đinh Tiễn lại gặp học trưởng của mình. Hai người cùng nhau đi tới một nơi vắng vẻ không người. Được chụp ảnh chung cùng học trưởng, Đinh Tiễn cũng cảm thấy rất vui. Không ngờ học trưởng đã là sinh viên đại học rồi. Sau cùng Đinh Tiễn tạm biệt học trưởng rồi quay lại lớp học. Học trưởng gọi Đinh Tiễn quay lại rồi chụp cho cô một bức ảnh. Bức ảnh vừa mới ra lò học trưởng đã tặng cô ngay cho nóng. Quay lại lớp tâm trạng của Đinh Tiễn tốt hơn rất nhiều. Thấy Đinh Tiễn tươi cười rạng rỡ trong ảnh, Sa Địch suýt xoa khen học trưởng rất có năng khiếu chụp choẹt. Tư Việt ngồi một bên cứ nhai đi nhai lại bài kiểm tra được 63 điểm của Đinh Tiễn. Sau đó Tư Việt đã giao cho Đinh Tiễn thêm 2 mã để mang về nhà làm. Sáng mai anh sẽ kiểm tra lại. Đinh Tiễn liền kêu Tư Việt lo thi toán trước đi, đừng lo chuyện bao đồng. Nghe vậy Tư Việt tức giận mặc xác Đinh Tiễn muốn thi sao thì thi. Ngày hôm sau Đinh Tiễn đi học mà không có Tư Việt bởi anh đã đi thi đội tuyển. Nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh, Đinh Tiễn mới nhận ra tầm quan trọng của Tư Việt. Đinh Tiễn cũng nhận ra cô phải nỗ lực chiến đấu vì mục tiêu của bản thân. Bên này Sa Địch đang lén la lén lút đi theo ai đó thì Khả Khả bỗng xuất hiện khiến cô hết hồn con trồn. Hóa ra sau khi tan học Tử Kỳ không còn đợi Sa Địch mà về cùng bạn nữ khác khiến cô ghen nổ mắt. Khả Khả nói mình có cách khiến Tử Kỳ quay về bên Sa Địch nhưng giờ cô hơi đói. Sa Địch hiểu ý lập tức kéo Khả Khả tới căng tin. Tại đây hai người lại gặp Đinh Tiễn. Nhìn theo hướng của Sa Địch, Đinh Tiễn cũng thấy Tử Kỳ đang đi ăn cùng một cô gái khác. Một lúc sau Tử Kỳ cũng tới ngồi cùng ba cô gái còn uống nước của Sa Địch. Tử Kỳ rủ Sa Địch về cùng nhưng cô giận dỗi không đồng ý. Tử Kỳ cũng không để ý mà cắp đuôi về trước. Sáng hôm sau Sa Địch mời rơi mời vãi cả lớp tới dự tiệc sinh nhật mà không đả động gì đến Tử Kỳ. Sa Địch đứng giữa lớp hét lớn chỉ có cô và Đinh Tiễn cùng Khả Khả nên rất mong mọi người tới chung vui. Vừa dứt lời thầy chủ nhiệm đã bước vào. Vui vẻ quá ha, lại còn chuẩn bị lễ đại thọ ha. Thầy nhắc nhở mọi người sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ là kỳ thi thắng cả lớp nên tập trung học hành, không nên ăn chơi nhảy múa. Sau đó thầy chủ nhiệm đuổi Sa Địch về chỗ rồi quay người đi. Buổi chiều Sa Địch lại mang một bộ quần áo đẹp nhất nách tới tặng Đinh Tiễn. Sa Địch mặc cũng không ai ngắm vì vậy cô tặng Đinh Tiễn. Khả Khả cũng muốn giúp Đinh Tiễn sửa lại quả đầu cả ngố. Nhân dịp sinh nhật của Sa Địch, ba cô gái tới trung tâm thương mại ngồi chơi nhưng Đinh Tiễn và Khả Khả lại mải mê học hành không quan tâm tới Sa Địch. Đúng lúc này Tử Kỳ bước tới tặng Sa Địch một túi quà. Sa Địch lập tức hết giận mừng như vớ được vàng, ôm túi quà mà lòng như nở hoa. Sau đó Sa Địch, Tử Kỳ cùng Khả Khả kéo nhau đi ăn, chỉ mình Đinh Tiễn ở lại vì sợ làm mọi người mất hứng. Tại trung tâm thương mại, Đinh Tiễn bị một gã đàn ông đầu trộm đuôi cướp nhảy mất ví tiền. Đinh Tiễn lập tức đuổi theo hắn mà không hề hay biết rằng thằng cha này đang muốn dụ cô tê ới hang ổ của chúng. Đinh Tiễn sợ hãi trốn vào trong sân của nhà người dân gần đó. Tư Việt đuổi đến liền bị đám xã hội thâm đánh cho một trận. Một lúc sau Tử Kỳ dẫn theo đồng bọn tới đuổi đánh đám lưu manh. Sau đó Tư Việt liền kéo Đinh Tiễn tới một góc trấn an tinh thần đang sợ hãi của cô. Trên đường về nhà, Đinh Tiễn không ngừng động viên tinh thần để cả hai cùng cố gắng. Sau khi nhận được tin nhắn, Tư Việt chạy một mạch về ký túc xá trường. Khi Đinh Tiễn gọi điện hỏi han Tư Việt thì anh đã về tới ký túc xá. Đinh Tiễn còn định nói thêm đôi ba câu nhưng mẹ cô bỗng mở cửa phòng khiến cô vội vàng tắt điện thoại. Bà Đinh chỉ mang đĩa trái cây tới cho Đinh Tiễn. Thế nhưng hành động non nớt của Đinh Tiễn làm sao có thể qua khỏi ánh mắt của mẹ. Bà Đinh lập tức tịch thu điện thoại của con gái. Đúng là không cái nhọ nào bằng cái nhọ nào. Có lẽ hôm nay là ngày đen đủi nhất của Đinh Tiễn. Bên này Sa Địch vô cùng vui vẻ khi được Tử Kỳ tổ chức sinh nhật. Bỗng nhiên bữa tiệc có hai vị khách không mời mà đến. Thấy vậy Tử Kỳ liền đuổi khách giúp Sa Địch. Trong mắt Sa Địch lúc này chỉ toàn là sự ngưỡng mộ anh bạn cùng bàn Tử Kỳ. Kỳ thi toán Olympic của Tư Việt cũng đã đến. Bên này Đinh Tiễn cũng đang dùng hết sức mình để làm bài thi tháng. Thầy chủ nhiệm đích thân tới tận điểm thi đón Tư Việt. Nghe Tư Việt nói đáp án đề thi, thầy liền cười như đời ươi ăn phải bà. Vậy là quá ổn áp rồi.
Nhưng tới khi thầy chủ nhiệm hỏi tối qua Tư Việt đã đi đâu, Tư Việt lập tức bỏ chạy mà không thèm báo cáo với thầy. Kỳ thi Olympic kết thúc, Tư Việt cũng quay lại lớp học. Lớp trưởng cũng thông báo đã có kết quả kỳ thi tháng. Sau kỳ thi này, thầy chủ nhiệm sẽ trao đổi với từng người một. Nói chuyện riêng với thầy chủ nhiệm thì khác gì tra tấn tinh thần. Nhìn thấy điểm số trên bài kiểm tra, Đinh Tiễn liền cười tươi như hoa. Cuối cùng Đinh Tiễn cũng đã đạt 270 điểm như những gì đã hứa hẹn với mẹ. Đúng là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tối đó Đinh Tiễn vui vẻ mang bảng điểm về khoe mẹ. Kỳ thi đã kết thúc, Đinh Tiễn muốn mẹ trả lại mình điện thoại. Thấy con gái đạt thành tích tốt, bà Đinh cũng vui vẻ mang điện thoại trả cô bé. Sáng hôm sau, thầy chủ nhiệm gọi Đinh Tiễn lên văn phòng nói chuyện riêng. Ngoài nhắc nhở chuyện học hành của Đinh Tiễn, thầy chủ nhiệm còn nói bóng nói gió rằng Đinh Tiễn đang làm ảnh hưởng tới chuyện học hành của Tư Việt. Nếu hai người cứ tiếp tục dính lấy nhau mà không chịu học hành, thầy chủ nhiệm sẽ đổi chỗ. Thế nhưng Đinh Tiễn cũng sẽ tự chuyển chỗ nếu tháng sau thành tích của cô không tăng hạng, không cần thầy chủ nhiệm phải nhắc nhở. Sau khi nghe Đinh Tiễn tâm sự, Sa Địch tức giận muốn biết người đã mách lẻo thầy chủ nhiệm để thầy chia rẽ tình cảm của bốn người. Quay trở về lớp học, Đinh Tiễn lại cắm đầu cắm cổ vào đống bài tập. Học ngày không đủ, Đinh Tiễn lại tranh thủ học đêm. Giờ ra chơi, Đinh Tiễn cũng ngồi làm bài tập. Thấy Đinh Tiễn bỗng nhiên chăm chỉ học hành, Tư Việt cũng vô cùng bất ngờ. Cuộc thi bóng rổ của Tư Việt cũng sắp đến. Các bạn nữ trong lớp nhờ Đinh Tiễn vẽ một tấm áp phích để mang đi cổ vũ Tư Việt và Từ Kỳ. Thấy trình độ vẽ vời của Đinh Tiễn cũng ra gì và này nọ, Sa Địch cũng nhờ cô bạn thân vẽ riêng cho mình một tấm áp phích để đi cổ vũ Từ Kỳ. Sau khi hoàn thành bức vẽ, mấy cô gái liền lôi nhau ra sân bóng rổ cổ vũ cho người trong mộng. Tư Việt nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Đinh Tiễn thì tinh thần thi đấu càng hăng hái hơn. Bước ra sân, Tư Việt liên tục ghi điểm. Thầy chủ nhiệm đứng một bên chứng kiến những bàn thắng của Tư Việt mà hét đinh tai nhức óc. Trong trận đấu, đối phương chơi xấu đẩy Tư Việt ngã lộn nhào. Thế nhưng Tư Việt vẫn đứng dậy dùng một tay ném bóng vào rổ. Cuối cùng Tư Việt đứng từ xa ném một quả quyết định giành phần thắng cho đội nhà. Kết thúc trận đấu, Tư Việt nhìn về phía Đinh Tiễn mỉm cười rạng rỡ. Sáng hôm sau, Tư Việt không tới lớp. Thầy chủ nhiệm bước vào thông báo Tư Việt đã giành giải nhất cuộc thi Olympic, đem vinh quang về cho nhà trường. Không những vậy, Tư Việt cùng đội bóng rổ cũng đã giành được huy chương vàng. Cả lớp ai ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ Tư Việt. Tối đó Đinh Tiễn chơi ngu ném đá để gọi Tư Việt khiến cửa sổ nhà anh nứt toác. Hóa ra Tư Việt bị cảm nên không thể đi học. Thấy vậy, Đinh Tiễn liền trổ tài nấu cháo cho anh tẩm bổ. Đinh Tiễn bỗng hỏi Tư Việt có phải chuyện trước ngày thi Olympic anh chạy ra ngoài cứu cô đã bị thầy chủ nhiệm phát hiện. Nghe vậy, Tư Việt chọn cách im lặng. Đinh Tiễn bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng. Nếu không có cô thì có lẽ Tư Việt đã không bị thầy chủ nhiệm phạt. Tư Việt liền an ủi không phải do lỗi của Đinh Tiễn. Sáng hôm sau, Đinh Tiễn nấu cho Tư Việt một nồi cháo siêu to. Đinh Tuấn đến ăn vụng thì lại chê ỏng chê eo. Mẹ Đinh Tiễn vào phòng thấy nhật ký của con gái liền tức xì khói đầu. Mới tí tuổi đầu đã yêu với đương. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng nuôi ăn học, yêu với chả đương cái gì. Đinh Tiễn ấm ức ném cuốn nhật ký ra ngoài cửa sổ, sau đó quay lại hỏi mẹ đã hài lòng chưa. Sau đó Đinh Tiễn lại chạy xuống nhà tìm lại cuốn nhật ký. Đúng lúc này Tư Việt đi ngang qua. Tư Việt cũng tìm giúp cô nhưng hai người tìm hoài tìm mãi mà vẫn không thấy. Có khi nào cô chú gom phế liệu đã mang đi rồi không? Đinh Tiễn lau nước mắt nói không sao, bởi cuốn nhật ký cũng không quan trọng lắm. Tư Việt liền rủ Đinh Tiễn lên nhà nấu mì cho cô ăn. Lúc này Đinh Tiễn mới buồn bã tâm sự mẹ chưa bao giờ hiểu cô, chưa bao giờ tin tưởng cô. Đến nhật ký của cô mà mẹ cũng thường xuyên xem trộm. Lần này cãi nhau tình cảm mẹ con Đinh Tiễn lại dặn nứt thêm một chút. Tư Việt cho rằng mẹ chỉ lo cho Đinh Tiễn mới làm như vậy chứ không có ý đồ gì. Nói đoạn anh vào nhà lấy cho Đinh Tiễn xem chú robot anh tự sáng chế. Thấy chú robot không ngừng nhảy múa, Đinh Tiễn cũng vui vẻ yêu đời hơn. Sau đó Tư Việt kêu Đinh Tiễn ăn nhanh còn về. Cho dù Đinh Tiễn có không muốn thì vẫn phải về nhà. Khi Tư Việt đưa Đinh Tiễn về nhà, bà Đinh đã đứng chờ sẵn ở cửa. Thấy Tư Việt, bà Đinh liền hỏi ở trường Đinh Tiễn có yêu đương nhăng nhít với ai không để bà đến bà vặt lông thằng đó. Nghe xong Tư Việt lắc đầu liền. Có cho tiền Tư Việt cũng không dám nhận tội. Tối đến Đinh Tiễn ngồi thẫn thờ trong phòng. Nhật ký đã mất, Đinh Tiễn cũng không còn gì để lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp của hai người. Kỳ thi tháng cũng đã đến, Đinh Tiễn vẫn lẹt đẹt ở hạng 27. Đương nhiên thầy chủ nhiệm cũng yêu cầu Đinh Tiễn đổi chỗ ngồi như đã hứa. Đinh Tiễn chuyển lên ngồi cùng Sa Địch mà mặt Tư Việt buồn hơn đưa đám. Tới giờ cơm trưa, ba cô gái lại vắt óc suy nghĩ để Đinh Tiễn được chuyển về chỗ cũ. Ba người còn chưa kịp nghĩ cách, Tư Việt cùng Từ Kỳ đã đi tới chỗ họ. Không khí bỗng căng thẳng một cách kỳ lạ. Khả Khả thấy vậy liền đánh bài chuồn. Từ Kỳ hồn nhiên ngây thơ vô số tội thản nhiên hỏi Đinh Tiễn cùng Tư Việt có vấn đề gì. Đương nhiên hai người sẽ không nói cho cái loa phát thanh Từ Kỳ biết. Trên đường về, Đinh Tiễn cố gắng đi thật nhanh vì không dám đi cùng Tư Việt. Tư Việt thấy vậy liền đuổi theo hỏi Đinh Tiễn lý do chuyển chỗ. Đinh Tiễn sợ hãi không dám nói ra lý do thật sự. Tư Việt cũng không ép mà chỉ bảo cô đi về kẻo muộn. Tối đến, Tư Việt ngồi cầu cứu sự giúp đỡ của 500 anh em. Sáng hôm sau tại sân bóng rổ, Đinh Tiễn than phiền với hộ chị em rằng đã một ngày Tư Việt không chịu nói chuyện với cô. Đã vậy lớp trưởng còn đứng ưỡn a ưỡn ẹo nói chuyện với Tư Việt nhằm trêu ngươi Đinh Tiễn. Trên đường đi học về, Đinh Tiễn đang giận cá chém thớt đá vỏ chai lăn lông lốc thì thấy Tư Việt đang đứng đợi mình. Tư Việt hỏi lý do Đinh Tiễn giận hờn vô cớ. Thế nhưng Đinh Tiễn không nói mà lặng lẽ đi về. Vừa về tới nhà, bố mẹ Đinh Tiễn đã rủ cô sang nhà Tư Việt ăn cơm bởi bố mẹ Tư Việt mới đi công tác về. Đinh Tiễn đương nhiên là không muốn đi chút nào. Tới nhà Tư Việt, mẹ Đinh Tiễn không ngừng than thở nhà có cô con gái học hơi cà rốt lại còn bướng nên cũng hơi phiền lòng. Thấy vậy Tư Việt cũng nói đỡ Đinh Tiễn vài câu để bà Đinh cảm thấy yên lòng hơn về cô con gái báo. Sáng hôm sau Đinh Tiễn lại bắt đầu công cuộc chăm chỉ học hành không muốn nhắc tới Tư Việt. Vừa dứt lời Tư Việt lại xuất hiện như một vị thần.
đã không muốn gặp mặt rồi còn cứ xuất hiện trước mặt cô làm gì không biết. Thấy cả nhóm đã đông đủ, Sa Địch liền hỏi dự định cuối tuần của mỗi người. Đinh Tiễn muốn ở nhà học còn Tư Việc không có kế hoạch gì. Nghe vậy, Sa Địch liền lôi Tử Kỳ tới một góc muốn lên kế hoạch để cả nhóm đi chơi cuối tuần. Mặt khác, Sa Địch cũng muốn giúp Tư Việt và Đinh Tiễn làm lành. Tại nhà, bà Đinh đưa chồng hai tấm vé xem phim nhờ ông đưa con gái. Thế nhưng ông Đinh không đồng ý, bà đã mất công mua thì tự đi mà đưa cho Đinh Tiễn không cần phải thông qua ông. Tối đó, bà Đinh vào phòng đưa Đinh Tiễn một túi đồ lớn. Thấy mẹ tặng quà, Đinh Tiễn vui như bắt được vàng. Bên trong toàn là quần áo đắt tiền cùng hai tấm vé xem phim. Không hiểu sao hôm nay bà Đinh lại vung tay quá chán như vậy. Đinh Tiễn vui vẻ cảm ơn mẹ rồi cầm hai tấm vé xem phim tới nơi đã hẹn Sa Địch. Đinh Tiễn đợi mãi mà Sa Địch vẫn chưa đến. Hóa ra Sa Địch và Tử Kỳ đã lén lút đứng từ phía xa chờ Đinh Tiễn và Tư Việt. Tới khi Đinh Tiễn và Tư Việt vào buổi hòa nhạc, hai người mới lôi vé của mình ra đi theo sau. Do buổi hòa nhạc quá đông nên trong quá trình chen chúc, Đinh Tiễn đã bị trẹo chân. Thấy vậy, Tư Việt liền dìu Đinh Tiễn sang một góc ngồi cho đỡ đau. Bên này, Sa Địch và Tử Kỳ cũng bị Khả Khả và Tưởng Trầm bám đuôi. Tưởng Trầm bỗng xuất hiện bắt cóc Tử Kỳ rồi trói anh lại. Đúng lúc này, Tư Việt cũng chạy tới. Tưởng Trầm nói đây là tên ác long cần phải bị trừng phạt. Nghe vậy, Tư Việt cũng đấm đá nhiệt tình. Đến khi Sa Địch xuất hiện, Tử Kỳ mới được giải cứu. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm không đáng có. Tưởng Trầm chạm vào người Tử Kỳ muốn anh tha lỗi nhưng Tử Kỳ cứ dãy đành đạch lên. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, những cú đấm những cái đá nhiệt tình khi nãy thì ai chịu cho anh. Một lúc sau, Đinh Tiễn rủ Tư Việt đi tìm em trai. Khi hai người tới nơi, Đinh Tuấn đang bị một đám bạn tống tiền. Đinh Tiễn hứa ngày mai sẽ tới trường xử lý dứt điểm chuyện này giúp em trai. Thế nhưng Đinh Tuấn sợ bà chị gái già của mình cũng bị đánh nên muốn bỏ qua cho xong chuyện. Tư Việt cũng lấy ra một hộp quà tặng Đinh Tiễn, bên trong là một bộ dụng cụ vẽ Tư Việt nhờ Tưởng Trầm xách tay từ nước ngoài. Đinh Tiễn cảm động rớt nước mắt nói lời cảm ơn Tư Việt rồi hai người vui vẻ cùng nhau về nhà. Sáng hôm sau, thầy chủ nhiệm thông báo trường sắp tổ chức một cuộc thi vẽ tranh. Sa Địch nhanh tay nhanh chân đăng ký giúp cô bạn thân. Thế nhưng Đinh Tiễn lại muốn về hỏi ý kiến bố mẹ trước. Cuối cùng bà Đinh không đồng ý để Đinh Tiễn đi thi vì giờ đã là kỳ 2 của lớp 11. Thời gian ôn thi đại học của Đinh Tiễn không còn quá nhiều, cô phải đặt vấn đề học hành lên hàng đầu. Bà làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con gái. Tới lớp, Đinh Tiễn buồn thối ruột vì mẹ không đồng ý cho cô đi thi vẽ. Thấy vậy, Tư Việt bèn đăng ký tham gia giúp Đinh Tiễn. Ông Đinh bà Đinh ăn mặc đẹp đẽ chuẩn bị đi hẹn hò. Hai ông bà dự định sẽ đi xem hòa nhạc rồi tới một nhà hàng đồ Tây dùng bữa. Nghe rất chi là sang chảnh. Đinh Tuấn biết ý đồ của bà chị già liền kiên quyết ở nhà không cho Đinh Tiễn tham gia cuộc thi vẽ tranh. Tư Việt đã đứng đợi Đinh Tiễn ở dưới nhà. Sau khi gọi Đinh Tiễn, anh liền cử anh em Chí Cốt của mình tới canh chừng ông nhõi Đinh Tuấn. Chú mày làm anh hơi bị tốn công tốn sức đấy nhé. Người được cử tới trông trẻ không ai khác ngoài Sa Địch và Tử Kỳ. Đinh Tiễn vội chạy xuống nhà để Tư Việt kịp chở mình đi thi vẽ. Tới trung tâm thi vẽ, Tư Việt không ngừng cổ vũ Đinh Tiễn. Tại phòng thi, Đinh Tiễn dùng bộ bút màu Tư Việt tặng để hoàn thành bài thi. Cuộc thi kết thúc, Tư Việt lại đèo Đinh Tiễn về tận nhà. Nhìn đống hoang tàn đổ nát trong nhà, Đinh Tiễn sợ muốn nổi da gà da vịt. Bố mẹ cũng đã sắp về, cả đám phải nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường trước khi quá muộn. Cả đám dọn xong cũng vừa kịp lúc bố mẹ Đinh Tiễn về tới nơi. Thấy bố mẹ về, Đinh Tiễn liền nói bạn cô tới đây học nhóm tiện thể dạy Đinh Tuấn làm bài tập. Nghe vậy, bà Đinh liền vui vẻ mời cả nhóm ở lại ăn cơm. Thế nhưng ba người đều chạy mất dép, không ai dám ở lại. Sáng hôm sau tới trường, Sa Địch lại mở sách xem bói cho Đinh Tiễn. Ngày hôm nay Đinh Tiễn sẽ phải trải qua 82 kiếp nạn. Đúng lúc này thầy chủ nhiệm gọi Đinh Tiễn lên nhận giải của cuộc thi vẽ tranh. Đinh Tiễn mang giải thưởng về khoe mọi người mà trong lòng vui sướng. Trên đường đi học về, Tư Việt kể cho Đinh Tiễn nghe về Tưởng Trầm. Mối quan hệ của Tưởng Trầm và bố không được tốt đẹp cho lắm. Đã vậy, Tưởng Trầm còn dễ nổi nóng, chỉ cần không vừa ý là sẵn sàng cơm bạt với bố đến cùng. Đinh Tiễn nghe vậy liền cảm thán mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Sáng hôm sau tới trường học, Đinh Tiễn vẫn buồn ngủ díu cả mắt. Đã vậy, cô còn đang đau bụng do đến tháng. Tư Việt thấy vậy liền đưa túi trường cho cô. Anh cũng vui vẻ lấy nước ấm cho Đinh Tiễn rồi khoác áo cho cô kẻo lạnh. Hai người trốn tiết thể dục ngồi tâm sự dày tâm sự mỏng với nhau. Mơ ước của Tư Việt là được đỗ vào Thanh Hoa, còn Đinh Tiễn chỉ cần đỗ đại học một trường đại học bình thường cũng được. Tư Việt hứa sẽ giúp Đinh Tiễn thi đỗ vào trường cô mong muốn. Nghe vậy, Đinh Tiễn cảm động rớt nước mắt. Đinh Tiễn nằm xuống bàn chăm chú nhìn Tư Việt học bài. Kể từ ngày hôm đó, hai người học mọi lúc mọi nơi. Đinh Tiễn ra sức giải đề, Tư Việt cũng nỗ lực giảng cho cô hiểu. Chỉ một vài tuần sau, thành tích học tập của Đinh Tiễn đã tiến bộ hơn rất nhiều. Khi Đinh Tiễn vui vẻ về nhà khoe mẹ thì học trưởng cũng tới chơi. Nhân cơ hội hiếm có khó tìm, Đinh Tiễn tranh thủ xin phép mẹ cho đi cắm trại cùng bạn bè. Thấy vậy, học trưởng cũng nói đỡ cho Đinh Tiễn vài câu để cô được đi chơi với bạn. Buổi dã ngoại cuối cùng cũng đã đến, mọi người cùng nhau nướng thịt cùng nhau nô đùa vui vẻ. Ai cũng vui, chỉ có hai người không vui vì ai đó đã làm lu mờ họ. Mặc dù đang đi chơi xả stress, Tư Việt vẫn không quên nhắc nhở Đinh Tiễn phải chăm chỉ học hành. Thấy Tư Việt hơi quá đáng, Tử Kỳ liền lên tiếng nhắc nhở. Tối đến, mọi người cũng không quên nhiệm vụ học nhóm. Học trưởng bỗng từ đâu xuất hiện mời cả nhóm tham gia hoạt động hát hò nhảy múa bên ánh lửa trại. Đinh Tiễn cùng đồng bọn vui vẻ đồng ý. Cả đám hòa cùng đám đông nắm tay nhau vui vẻ hát hò nhảy múa. Tan tiệc, Tư Việt ngồi bên Đinh Tiễn đưa cho cô một bức vẽ giải ngân hà. Đằng sau bức vẽ là những lời động viên Tư Việt muốn gửi Đinh Tiễn. Hai người ngồi bên nhau tâm sự dày tâm sự mỏng. Khi xưa Đinh Tiễn từng là người hướng nội, không có bạn có bè gì cả. Thế nhưng kể từ ngày gặp Tư Việt cùng đồng bọn, Đinh Tiễn từ người hướng nội chuyển sang trạng thái hướng lung tung. Hai người ngồi sát bên nhau, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. Tư Việt bỗng giật mình nói cả hai cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
nhận được điện thoại của mẹ Đinh Tiễn lập tức về nhà. Bà nội Đinh Tiễn xảy ra chuyện nên cả nhà phải về quê một chuyến, cả nhà đành phải để Đinh Tiễn ở nhà một mình. Bà cũng không quên gửi gắm cô con gái báo cho mẹ Tư Việt. Mặc dù rất lo lắng cho Đinh Tiễn nhưng bà Đinh bắt buộc phải về quê. Kể từ ngày hôm đó, Đinh Tiễn bất đắc dĩ phải chuyển tới nhà Tư Việt sống part-time. Tới tối, Đinh Tiễn xin phép mẹ Tư Việt ra về. Vừa tới nhà, Đinh Tiễn đã thấy có kẻ gian lảng vảng bên ngoài. Người đó ăn mặc kín mít, đội mũ đen, đeo khẩu trang đen rất đáng nghi. Đinh Tiễn trốn vào nhà vệ sinh, tay cầm cây gậy sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng người bước vào cửa lại là Tư Việt. Anh tới đây vì muốn nhắc nhở Đinh Tiễn phải cẩn thận bởi vì quân trộm cắp đã để mắt tới nhà cô. Không những vậy, kẻ trộm còn đánh dấu trước cửa nhà Đinh Tiễn. Tốt hơn hết, Đinh Tiễn phải chuyển tới nhà Tư Việt ở hẳn cho an tâm. Sáng hôm sau, Đinh Tiễn thu dọn hành lý chờ Tư Việt tới đón. Tư Việt dẫn Đinh Tiễn đi mua đồ dùng cá nhân cùng bánh kẹo, đồ ăn vặt để hai người nhâm nhi cho đỡ buồn mồm buồn miệng. Hai người đang mua sắm vui vẻ thì gặp Khả Khả và Tưởng Trầm đi cùng nhau. Khả Khả cảm thấy điều chẳng lành liền hỏi dò Đinh Tiễn. Đinh Tiễn không có khả năng giấu giếm liền khai ra chuyện cô đang ở nhà Tư Việt. Nhận được tin, Sa Địch lập tức nhấc máy alo cho cô bạn thân. Đinh Tiễn còn chưa kịp giải thích với Sa Địch, mẹ Tư Việt đã vào phòng cho cô xem mấy bức ảnh từ thời cởi trần bắn bi của Tư Việt. Tư Việt xấu hổ lấy hết ảnh lại rồi đuổi khéo mẹ ra ngoài. Sa Địch vẫn chưa tắt máy, nghe được liền yêu cầu phải họp nhóm gấp. Sáng hôm sau, Tư Việt đích thân gọi Đinh Tiễn dậy đi học. Hai người cùng nhau tới trường, mày mặt Đinh Tiễn cũng rạng rỡ hơn mọi ngày. Sa Địch cho rằng Đinh Tiễn vui vẻ hơn mọi ngày vì được lưu trú tại nhà người trong mộng. Thế nhưng chẳng phải Sa Địch cũng ở nhà Tử Kỳ từ khi còn bé hay sao? Sa Địch bỗng nhớ lại những câu chuyện cười ẻ của Tử Kỳ hồi bé. Bốn người bọn họ được ông trời sắp xếp trở thành tri kỷ của nhau cứ như là định mệnh. Tối đến trên mâm cơm chỉ có Tư Việt cùng Đinh Tiễn bởi bố mẹ Tư Việt đi làm về muộn. Tư Việt sợ mình nấu cơm không ngon liền rủ Đinh Tiễn ra ngoài ăn. Đinh Tiễn lập tức từ chối bởi cơm nhà lúc nào cũng ngon hơn cơm tiệm. Ăn xong, Đinh Tiễn lại mang lên một đĩa trái cây. Hai người vui vẻ ngồi xem TV bỏ mặc sự đời. Chiều hôm sau, Đinh Tiễn và Tư Việt vừa đi học về đã thấy bố mẹ lớn tiếng với nhau. Tư Việt có chút buồn bã xen lẫn xấu hổ. Anh không nói không rằng lặng lẽ quay về phòng. Tối đến, Đinh Tiễn mang cho Tư Việt một cốc nước ấm. Sau đó, Đinh Tiễn ngồi bên cạnh Tư Việt thề thốt sẽ giữ bí mật chuyện chiều nay tới cuối đời. Tư Việt bỗng hỏi cảm nhận của Đinh Tiễn khi thấy gia đình anh không hòa thuận như mọi người thường nghĩ. Thế nhưng Đinh Tiễn không cảm thấy gì cả bởi cô không thích can thiệp vào chuyện gia đình người khác. Tư Việt liền tâm sự với Đinh Tiễn chuyện gia đình anh. Tư Việt hứa sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình phải chịu ấm ức. Nghe thấy câu nói ấm áp này, Đinh Tiễn bỗng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Về nhà, Đinh Tiễn lại viết nhật ký online. Nghiện có thể cay nhưng đam mê viết nhật ký thì có đầu thai cũng không hết. Vì không muốn mẹ đọc được, Đinh Tiễn đành phải viết nhật ký trên mạng. Sáng hôm sau, thầy chủ nhiệm kể cho cả lớp nghe một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong lớp có một bạn học gia cảnh nghèo khó, đã vậy bố bạn còn mới gặp chuyện không may trong lúc làm việc. Chính vì vậy, thầy mong cả lớp có thể quyên góp chút ít để động viên tinh thần bạn trong lúc khó khăn. Tại sân thể dục, Sa Địch nói tuy cậu bạn bốn mắt tính tình nhỏ nhen nhưng trong hoàn cảnh như vậy cũng rất đáng thương. Đinh Tiễn quyết định quyên góp hết tiền ăn vặt của mình. Tối đến, Đinh Tiễn lại ngồi học bài cùng Tư Việt. Đinh Tiễn thắc mắc việc Tư Việt sẽ được tuyển thẳng vào Thanh Hoa nếu anh giành được giải quán quân chung kết Olympic toán có phải sự thật không. Tư Việt muốn Đinh Tiễn cũng thi vào Thanh Hoa cùng anh. Sáng hôm sau, Đinh Tiễn ngủ quên trong lớp mà miệng cười đến tận mang tai. Sa Địch ngồi một bên không ngừng hỏi cô mơ gì mà vui thế. Đinh Tiễn xấu hổ chỉ cười chứ không nói gì cả. Sa Địch khuyên Đinh Tiễn hãy trân trọng quãng thời gian này bởi khi tốt nghiệp rồi cô và Tư Việt sẽ kẻ nam người bắc. Tối đó, Đinh Tiễn không thể nào tập trung vào bài giảng của Tư Việt. Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ tới chuyện hai người kẻ nam người bắc như Sa Địch nói. Mưa to gió lớn khiến nhà Tư Việt mất điện. Tư Việt nhanh chân lấy nến tới thắp sáng căn phòng. Đinh Tiễn nghe thấy tiếng sấm tiền sợ rụt cổ lại. Thấy vậy, Tư Việt liền bật nhạc để trấn an tinh thần cô. Cả hai ngồi bên cạnh nhau vừa nghe nhạc vừa ngắm mưa rơi. Đinh Tiễn quyết tâm sẽ thi đỗ Thanh Hoa để được ở bên Tư Việt. Sáng hôm sau, Tưởng Trầm và bố cãi nhau inh ỏi trước công viên. Cái gia đình này thật chẳng ra làm sao. Thấy vậy, Tư Việt liền kéo ông Tưởng đi chỗ khác để anh nói chuyện với Tưởng Trầm. Ngày hôm sau, Đinh Tiễn cùng đồng bọn lại tới thư viện học bài. Đinh Tiễn than thở trường cô muốn vào lấy điểm chuẩn quá cao, cô sợ mình không đủ sức. Tư Việt rủ cả đám cuối tuần này cũng đi tiễn Tưởng Trầm đi lính. Bên này, Tưởng Trầm đang đi dạo cùng Khả Khả. Anh muốn rủ Khả Khả đi xem phim nhưng cô thẳng thừng từ chối. Tưởng Trầm thấy vậy liền tặng Khả Khả một chiếc móc khóa làm quà chia tay. Khả Khả ngại ngùng nhận nhưng vẫn cứng miệng nói cô chỉ đang giữ dùm Tưởng Trầm cho tới khi anh hoàn thành nghĩa vụ. Tưởng Trầm dặn dò Khả Khả ở nhà chăm chỉ học hành, sớm ngày thi đỗ trường đại học cô mong ước. Sau đó, Tưởng Trầm rủ Tư Việt đi làm vài trận bia, Đinh Tiễn cũng lẽo đẽo đi theo. Tại quán, Tư Việt kêu Đinh Tiễn trổ tài đánh bia cho Tưởng Trầm, hết khinh thường chị em phụ nữ. Nhìn Đinh Tiễn nhắm quả nào trúng quả đó, Tưởng Trầm cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Trình bắn bia của Đinh Tiễn quả không phải đậu vừa răng dạng vừa đâu. Cuộc thi chung kết Olympic toán của Tư Việt cũng đã cận kề. Thầy chủ nhiệm không ngừng cổ vũ Tư Việt, thầy cũng hy vọng Tư Việt sẽ giành được tấm vé tuyển thẳng của Đại học Thanh Hoa. Nghe vậy, Đinh Tiễn liền muốn làm một vật mang yếu tố tâm linh như bùa may mắn để tặng Tư Việt. Sa Địch liền gợi ý Đinh Tiễn tự tay làm bùa may mắn tặng Tư Việt, nói là làm tối đến Đinh Tiễn trổ tài may vá theo thùa ngay. Mất cả một đêm, Đinh Tiễn mới hoàn thành tác phẩm của mình. Sáng hôm sau, Đinh Tiễn tới chúc Tư Việt thi tốt, cô cũng không quên tặng anh lá bùa mình vất vả làm. Tư Việt mỉm cười xoa đầu Đinh Tiễn cảm ơn cô. Anh dặn dò cô nhất định phải đạt được thành tích tốt trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Quan trọng nhất là Đinh Tiễn phải đợi Tư Việt mang vinh quang trở về, khi đó anh sẽ giảng bài cho cô.
thầy chủ nhiệm cũng đích thân tới điểm thi động viên tinh thần Tư Việt. Tư Việt không cần căng thẳng quá độ, chỉ cần phát huy sở trường như mọi lần là được. Đinh Tiễn cùng thầy chủ nhiệm đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng Tư Việt đi khuất xa. Đinh Tiễn đứng bên ngoài chắp tay cầu nguyện mong cho Tư Việt có một tương lai sáng lạn. Sau kỳ thi đầy áp lực tối đến, Tư Việt lấy chuyện trêu chọc Đinh Tiễn làm niềm vui. Lúc này mẹ Đinh Tiễn đột nhiên gọi điện báo tin bà nội cô đã rời xa dương thế. Chính vì vậy Đinh Tiễn phải về quê một chuyến. Sáng hôm sau tại nhà bà nội, ai ai cũng đau buồn đứt ruột đứt gan. Học trưởng cũng có mặt an ủi Đinh Tiễn. Xảy ra chuyện như vậy, học trưởng cũng muốn về quê tiễn đưa bà nội Đinh Tiễn đoạn đường cuối cùng. Đinh Tiễn cảm thấy chuyện phải chia xa người thân là một chuyện quá kinh khủng khiếp. Tối đó bố mẹ Tư Việt lại cãi nhau tơi bời hoa lá. Bố Tư Việt ở bên ngoài lao lực kiếm tiền mà mẹ anh vẫn nghi ngờ ông có em gái nương tựa. Cuộc cãi vã không có hồi kết của hai người khiến Tư Việt chán nản vô cùng. Mặc dù gia đình có điều kiện nhưng bố mẹ cãi nhau quanh năm khiến anh không cảm thấy hạnh phúc gì cho cam. Bên này Đinh Tiễn thấy bố ngồi buồn thối ruột liền ra động viên ông. Về phòng Đinh Tiễn lại gọi điện tâm sự tuổi hồng với Tư Việt. Cho dù không gặp nhưng Đinh Tiễn cũng cố tưởng tượng ra biểu cảm trên khuôn mặt của Tư Việt. Cả hai đều giấu đi nỗi đau trong lòng, chỉ nói đến những chuyện tốt đẹp. Không lâu sau, thầy chủ nhiệm tuyên bố Tư Việt đã giành giải quán quân trong kỳ thi Olympic toán, chính thức trở thành sinh viên trường Thanh Hoa. Nhận được kết quả cũng như lời chúc của bạn bè, Tư Việt rất vui. Đinh Tiễn cũng cảm thấy mừng thay Tư Việt. Cô biết trước tương lai của anh nhất định sẽ sáng hơn đèn pha. Cuối cùng kỳ thi của Tư Việt cũng đã kết thúc. Đinh Tiễn lại một lần nữa chuyển chỗ xuống ngồi cùng Tư Việt. Dù sao được ngồi cạnh người trong mộng vẫn thích hơn. Tư Việt cũng đưa cho Đinh Tiễn một bảng thời gian biểu. Anh muốn cô tuân theo bảng thời gian biểu này để phục vụ chuyện học hành thi cử. Đinh Tiễn cũng rất nỗ lực để thực hiện ước nguyện của mình. Thầy chủ nhiệm cũng thấy Đinh Tiễn tiến bộ rất rõ rệt. Từ một học sinh luôn đứng chót lớp, giờ đây Đinh Tiễn chỉ đứng gần chót thôi. Như vậy là đã cố gắng lắm rồi. Cuối cấp ai cũng tập trung học hành cao độ. Chỉ còn 106 ngày nữa là tới ngày thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thầy chủ nhiệm cũng luôn kề vai sát cánh bên học trò của mình. Ngày tốt nghiệp đã đến, Tư Việt thay mặt toàn bộ học sinh lớp 12 đứng trên bục đọc bài phát biểu tri ân thầy cô. Trong không gian rộng lớn cùng thời gian vô tận này, cho dù kết quả có ra sao thì bạn cũng đã cố gắng rất nhiều. Đó mới chính là điều khiến mỗi chúng ta tự hào khi nhắc lại. Quãng thời gian ôn luyện vất vả này sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa. Mặc dù quãng thời gian này khá chán trường nhưng ai ai cũng trân trọng nó. Ngày thi đại học cuối cùng cũng đã đến. Đinh Tiễn ngồi trong phòng thi mà mồ hôi chảy như mưa. Trước mắt Đinh Tiễn cũng mờ dần đi. Tới cổng trường, Đinh Tiễn đã thấy Tư Việt đang đứng chờ mình. Tư Việt muốn rủ Đinh Tiễn đi chơi cho khuây khỏa nhưng cô đã từ chối. Ngày hôm nay Đinh Tiễn muốn đi cùng Sa Địch. Tối đến, Đinh Tiễn khóc lóc tâm sự với Sa Địch rằng lúc thi đầu óc cô trống rỗng khiến cô không thể tập trung làm bài tốt nhất có thể. Đinh Tiễn đã liều mạng học hành như vậy nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn là bao. Sa Địch ôm cô bạn ngốc vào lòng bật khóc, bởi cô cũng có khác gì đâu. Hai cô gái ôm nhau thật chặt, vừa khóc vừa xoa dịu tinh thần cho nhau. Sau khi gạt nỗi buồn qua một bên, hai người lại cùng nhau nhảy nhót hát ca vui vẻ. Tới khi tàn tiệc, cả hai đều đã say ngoác cần câu. Trong vô thức, Đinh Tiễn gọi tên Tư Việt. Bây giờ Đinh Tiễn chỉ ước có Tư Việt ở bên an ủi động viên mà thôi. Tư Việt cùng Tử Kỳ bỗng từ đâu bước tới. Đinh Tiễn mắt lờ đờ ngước nhìn Tư Việt. Trên đường về nhà, Đinh Tiễn bỗng bật khóc nức nở, bởi kể từ ngày hôm nay hai người không thể ở bên nhau nữa rồi. Đinh Tiễn canh cánh trong lòng chuyện cuộc sống bộn bề sẽ khiến hai người dần xa cách. Cô sợ một ngày nào đó hai người sẽ trở thành người lạ. Nói rồi Đinh Tiễn hôn nhẹ lên má Tư Việt. Bên này Sa Địch cùng Tử Kỳ cùng nhau thề non hẹn biển. Mặc cho Sa Địch có đưa ra điều kiện vô lý như thế nào, Tử Kỳ cũng vui vẻ đồng ý. Sau đó cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Sáng hôm sau, bà Đinh mang một đĩa trái cây tới phòng con gái. Đinh Tiễn liền nói ra nguyện vọng muốn được học lại để thi lại. Thế nhưng bà Đinh không đồng ý, bởi bà sợ Đinh Tiễn sẽ không chịu nổi áp lực thêm một lần nữa. Tư Việt cũng hẹn Đinh Tiễn ra hồ bơi tâm sự. Đinh Tiễn tuyên bố năm sau cô nhất định sẽ tới Thanh Hoa tìm Tư Việt. Tư Việt cũng tặng lại cho Đinh Tiễn chú robot anh tự phát minh. Đinh Tiễn đặt tên cho chú robot là Tháng Tư. Sâu thẳm trong trái tim, Đinh Tiễn sẽ mãi khắc ghi mùa hè năm 18 tuổi. Cô mỉm cười chào tạm biệt mùa hè đầy mộng mơ nhưng cũng vô cùng đáng nhớ. Đinh Tiễn cũng bắt đầu đi học lại. Trên lớp cô chăm chỉ lắng nghe thầy giảng. Mặc cho ngày hôm đó có vui hay buồn, Đinh Tiễn cũng không dám bỏ bê việc học hành. Tư Việt cũng đã chuyển tới nhà mới. Bố anh bị người ta tố cáo làm giả luận văn. Ngày nào ông cũng phải uống thuốc an thần để giảm áp lực. Bố lo sợ Tư Việt sẽ bị ảnh hưởng nhưng Tư Việt không lo lắng một chút nào. Bên này Đinh Tiễn vẫn chăm chỉ học ngày học đêm, quyết tâm thi đỗ Thanh Hoa. Mục tiêu lớn như vậy khiến cô phải cố gắng hơn người khác gấp trăm gấp ngàn lần. Tối đến Tư Việt lại gọi điện hỏi han tình trạng học hành của Đinh Tiễn. Tư Việt mong Đinh Tiễn sẽ ổn, thực sự ổn để có thể tới gặp anh. Sáng hôm sau Đinh Tiễn mới ăn một chút đã cắm đầu cắm cổ vào núi bài tập. Bà Đinh lo lắng Đinh Tiễn chịu áp lực quá lớn mà làm chuyện tầm bậy tầm bà. Đúng lúc này học trưởng tới tìm Đinh Tiễn. Đinh Tiễn kể cho học trưởng nghe về anh bạn cùng lớp luyện thi của cô. Anh chàng đó đã thi lại đến lần thứ ba thế nhưng lần nào điểm cũng thấp hơn lần trước. Đinh Tiễn bỗng bật khóc trong lo sợ. Cô sợ rằng bản thân cũng sẽ giống anh chàng kia, càng thi điểm càng thấp. Mặc dù Đinh Tiễn rất muốn tới Thanh Hoa học cùng Tư Việt nhưng cô cũng biết bản thân không đủ xuất sắc. Tư Việt vô tình nghe thấy hết những tâm sự trong lòng Đinh Tiễn. Anh im lặng đứng sau nghe trái tim cô thổn thức. Học trưởng ngồi bên không ngừng an ủi Đinh Tiễn để cô không còn cảm thấy áp lực. Sáng ngày hôm sau, Tư Việt xách ba lô lên và đi tới trường Thanh Hoa. Đinh Tiễn cũng không quên nhắn tin chúc mừng Tư Việt. Môi trường học tập mới khiến Tư Việt cảm thấy vô cùng mới mẻ. Giáo sư cũng ưu ái Tư Việt hơn vì anh là con ông cháu cha. Gặp Tư Việt ai cũng hỏi thăm tình hình của bố anh. Tư Việt cũng chia sẻ thật lòng với thầy.
Ai mà có ngờ một cậu bạn đứng phía sau bức tường đã nghe lén cuộc trò chuyện của Tư Việt và giáo sư. Chưa gì đã thấy có điểm rồi. Ngày Quốc Khánh đã đến, Đinh Tiễn gọi điện tâm sự với Sa Địch chuyện Tư Việt rất ít trả lời tin nhắn của cô. Đinh Tiễn thầm nghĩ Tư Việt đang rất bận. Cuối cùng Đinh Tiễn đánh liều một phen chạy tới Thanh Hoa tìm Tư Việt. Thế nhưng ai người chỉ đi lướt qua nhau chứ không thể gặp nhau. Chuyện học hành của Tư Việt đúng là rất bận. Anh là nhóm trưởng nhóm nghiên cứu chế tạo robot. Lộ Phi đi theo Tư Việt tới tận phòng nghiên cứu không ngừng lèm bèm quanh tai anh. Bạn học đứng sau bức tường nghe lén cũng đã đăng tin bố Tư Việt gian lận lên trang trường. Sau khi tin tức bị phát tán, bạn học liền xì xào bàn tán sau lưng Tư Việt. Anh thử gửi một tin nhắn tới máy chủ liền phát hiện người đăng tin lại là bạn học của mình. Tư Việt tức giận lao tới đấm hắn thành kẻ có máu mặt. Lộ Phi đứng một bên thấy vậy liền lao như thiêu thân vào trận chiến tách hai người ra. Kết quả Lộ Phi bị đẩy ngã trẹo cả chân. Tư Việt tốt bụng dìu Lộ Phi tới phòng y tế. Đinh Tiễn đứng từ phía xa thấy Tư Việt tay trong tay bên người khác bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc. Ngồi trên xe quay về nhà, nước mắt Đinh Tiễn không ngừng lăn dài trên má. Cuối cùng Đinh Tiễn gửi tin nhắn tuyệt giao tới cho Tư Việt. Có lẽ kể từ khi Đinh Tiễn quyết định học lại, khoảng cách của hai người cũng đã lớn dần. Tối đó ngồi bên cửa sổ ngắm pháo hoa, Đinh Tiễn bỗng nhớ lại những lần cùng Tư Việt ngắm pháo hoa. Trong đêm đen, Đinh Tiễn chạy như bay tới sân vận động nơi Tư Việt thường bắn pháo hoa. Cuối cùng ước mơ đỗ đại học Thanh Hoa của Đinh Tiễn cũng thành hiện thực. Vừa mới tới Thanh Hoa, Đinh Tiễn đã đi tìm Tư Việt nhưng khuôn viên trường quá lớn, cô tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của anh. Chính vì vậy Đinh Tiễn quyết định tới ký túc xá nam tìm Tư Việt. Thế nhưng quản lý ký túc xá không cho Đinh Tiễn vào bên trong. Hết cách, Đinh Tiễn đành đứng trước cửa ký túc xá hét lớn gọi tên Tư Việt. Tư Việt bước tới trước mặt Đinh Tiễn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe. Hai người kéo nhau tới một góc ngồi tâm sự. Gặp lại Tư Việt, Đinh Tiễn cảm thấy vui hơn bắt được vàng. Đinh Tiễn tới tận đây chỉ để nói với Tư Việt rằng cô rất thích anh. Thế nhưng Tư Việt lại từ chối đoạn tình cảm này. Hiện tại Tư Việt không muốn yêu đương gì cả. Mặc cho hai người từng thề non hẹn biển nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ. Giờ đây Tư Việt đã có cuộc sống cho riêng mình, anh không muốn bất kỳ ai bước vào xáo trộn nó. Nghe vậy Đinh Tiễn trả lại Tư Việt chú robot. Tư Việt cầm lấy nó rồi quay người bước đi. Đinh Tiễn vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Tư Việt mà nước mắt lưng tròng. Ngày hôm sau Tư Việt tới bệnh viện thăm bố. Bác sĩ thúc giục anh phải đóng viện phí cho bố sớm. Hiện tại Tư Việt còn không lo nổi cho bố thì làm sao có thể cho Đinh Tiễn một cuộc sống tốt nhất. Bên này Đinh Tiễn đã tới nhận phòng tại ký túc xá. Bạn cùng phòng của cô ai ai cũng thân thiện dễ mến. Đinh Tiễn chính thức bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình. Sáng hôm sau Tư Việt lại tới bệnh viện thăm bố. Mẹ khuyên Tư Việt nên quay lại trường học tiếp tục công cuộc học hành, mọi chuyện ở đây đã có mẹ lo. Tư Việt ngoan ngoãn nghe lời mẹ quay lại trường học. Trước khi đi bà còn dặn Tư Việt phải ăn uống đầy đủ, phải chăm chỉ học hành, đừng lo lắng cho bố quá độ mà đổ bệnh. Đinh Tiễn cùng các bạn cùng phòng tham gia ngoại khóa của trường. Tại đây cô đã nhìn thấy Tư Việt của mình. Đinh Tiễn định chạy tới chỗ Tư Việt nhưng anh đi qua nhanh. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Đinh Tiễn quyết định tham gia câu lạc bộ manga. Trong buổi phỏng vấn, Đinh Tiễn đã nộp cho chủ tịch câu lạc bộ những tác phẩm để đời của mình. Đinh Tiễn đi khắp nơi dò la tin tức của Tư Việt thế nhưng không ai biết gì cả. Có lẽ do anh sống quá ẩn dật. Tại phòng thầy cố vấn, Đinh Tiễn vô tình gặp Tư Việt cũng tới nộp báo cáo. Tư Việt chỉ chào Đinh Tiễn cho có lệ rồi vội vàng bước đi. Chiều hôm đó tại nhà hàng, quản lý đã gọi Tư Việt sang một góc nói chuyện riêng vì có khách hàng phàn nàn về thái độ phục vụ của anh. Người phàn nàn không ai khác ngoài tên bạn học đều cáng của Tư Việt. Tư Việt cái gì cũng biết mà biết điều thì lại càng biết. Nghe quản lý nói vậy, Tư Việt đành xin nghỉ làm tại đây. Tan làm, Tư Việt lập tức chạy tới bệnh viện. Thấy mẹ đang ngồi một góc ăn cơm một mình, Tư Việt liền tới gần mẹ rồi đưa bà tiền lương của mình. Thương đứa con trai tội nghiệp vừa phải đi học vừa phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng bà cũng chẳng còn cách nào khác. Sáng hôm sau vừa mới tới trường, Tư Việt đã nhận được tin Đinh Tiễn đang bị một tên biến thái theo dõi. Về phòng thí nghiệm, Tư Việt lập tức vắt óc suy nghĩ cách tìm ra bên biến thái. Tối đến, Tư Việt quay về ký túc xá lại vô tình gặp Đinh Tiễn. Hóa ra tất cả không phải sự trùng hợp mà là do Đinh Tiễn đã ngồi đây đợi anh từ chiều. Đinh Tiễn chỉ muốn biết suốt 4 năm qua Tư Việt đã bao giờ có tình cảm với cô chưa. Tư Việt không nói gì cả, chỉ giữ im lặng là vàng. Đinh Tiễn tức giận bỏ đi. Trên đường đi, cô hết chút giận lên cái cây rồi lại chút giận lên thùng rác. Phía xa có một ai đó đang chĩa ống kính về phía cô. Sáng hôm sau, Đinh Tiễn lại tới chặn đường anh bạn thân của Tư Việt. Đinh Tiễn muốn nhờ anh chàng bốn mắt dẫn cô tới nhà hàng nơi Tư Việt đang làm việc. Tới nơi, Đinh Tiễn mới biết việc Tư Việt phải đổi chỗ làm do bị đồng chính quậy phá. Sau đó, Đinh Tiễn lại nhờ anh chàng bốn mắt mang cơm vào cho Tư Việt. Thôi đã giúp thì giúp cho chót. Tư Việt vừa mở hộp cơm ra đã biết là của Đinh Tiễn. Nhìn ra ngoài, Tư Việt phát hiện có người đang chụp lén Đinh Tiễn. Nhanh như chớp, Tư Việt chạy ra bên ngoài cướp lấy thẻ nhớ của tên kia rồi cấm anh ta từ nay về sau không được chụp lén Đinh Tiễn. Giải quyết xong kẻ biến thái, Tư Việt lại bắt taxi cho Đinh Tiễn về. Đinh Tiễn không dám đi về một mình cho nên Tư Việt đành phải về cùng cô. Cũng vì chuyện này mà Đinh Tiễn có thể khẳng định Tư Việt có quan tâm tới mình. Tới khi xuống xe, Đinh Tiễn vẫn không hiểu vì sao Tư Việt có tình cảm với cô mà lại thái độ như vậy. Tư Việt lạnh lùng nói kỳ sau anh sẽ đi du học nên không muốn yêu đương với bất kỳ ai. Về tới nhà, Tử Kỳ mắng Tư Việt như tát nước vào mặt. Rõ ràng hai người có tình cảm với nhau, vì sao Tư Việt không mở lòng ra đón nhận nó? Chỉ cần cả hai cùng cảm thông cho nhau thì mọi khó khăn đều có thể giải quyết. Tư Việt không muốn Tử Kỳ xen vào chuyện của anh. Tử Kỳ nghe vậy liền tức giận bỏ đi. Tư Việt đang ngồi trong phòng thí nghiệm, Đinh Tiễn bỗng nhẹ nhàng bước tới. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cô cũng mãi ở bên cạnh anh. Tư Việt rất cảm động nhưng vẫn giả vờ làm ngơ không quan tâm. Tới khi Đinh Tiễn chạy ra khỏi phòng, Tư Việt như muốn gục ngã. Sáng hôm sau, Đinh Tiễn cũng đi đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học.
cô cũng muốn được ra nước ngoài cùng Tư Việt. Cho dù việc nghiên cứu khoa học có khó khăn vất vả nhưng Đinh Tiễn vẫn sẵn sàng tham gia để có thể ở bên Tư Việt. Đinh Tiễn sẽ không bao giờ rời xa Tư Việt. Sáng hôm sau, Tư Việt mang bài tập tới phòng nghiên cứu để anh bạn đeo kính làm, còn bản thân anh về nhà đánh một giấc. Đinh Tiễn đi theo Tư Việt tới quán cà phê học bài. Tới giờ nghỉ trưa, Tư Việt cũng ra ngồi với cô. Tư Việt kêu Đinh Tiễn đừng có suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh. Hiện tại cô quay đầu lại vẫn là bờ. Thế nhưng Đinh Tiễn đã quyết định chuyện gì thì có trời mới có thể thay đổi. Tư Việt không cần phải lo lắng cho cô. Sáng ngày hôm sau, Đinh Tiễn đã nhận được tin trúng tuyển vào đội nghiên cứu robot. Nhận tin, Đinh Tiễn sung sướng chạy tới báo tin cho Tư Việt. Bên này, thầy cố vấn cũng đang nói chuyện với Tư Việt về cô nàng tên Đinh Tiễn. Thầy cố vấn cảm thấy Đinh Tiễn cũng khá có tiềm năng. Đúng lúc này, Đinh Tiễn vui vẻ mở cửa bước vào. Thấy Đinh Tiễn lại hết lòng khen ngợi cô. Sau đó giáo sư lập tức rời đi để đôi bạn trẻ có không gian riêng. Tư Việt lo lắng hỏi Đinh Tiễn có hối hận khi tham gia hoạt động nghiên cứu này không. Sau khi nhận được lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Đinh Tiễn, Tư Việt cũng cảm thấy yên lòng hơn nhiều. Ngày hôm sau, giáo sư giao cho Đinh Tiễn một đề tài khá khó nhằn. Đinh Tiễn suy nghĩ nát cả óc cũng không tìm được đáp án. Cuối cùng Đinh Tiễn vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp của Tư Việt. Tư Việt miễn cưỡng giúp đỡ Đinh Tiễn. Tới khi về, Tư Việt vẫn cho rằng Đinh Tiễn không nên tham gia hoạt động nghiên cứu. Thấy Tư Việt coi thường mình, ra mặt, Đinh Tiễn quay lại phòng nghiên cứu tiếp tục học tập. Tư Việt vừa bước ra bên ngoài thì phòng nghiên cứu mất điện. Anh quay lại tìm Đinh Tiễn nhưng không thấy cô đâu. Hóa ra Đinh Tiễn đã trốn đằng sau để dọa Tư Việt hết hồn một phen. Tư Việt giật mình ngã xuống nằm lên người Đinh Tiễn. Hai người nhìn nhau đắm đuối con cá chuối. Đang định làm gì đó thì phòng nghiên cứu đột nhiên có điện trở lại. Cả hai cũng ngượng ngùng đứng dậy. Sáng hôm sau, giáo sư khen Đinh Tiễn làm bài rất tốt. Thế nhưng ông cũng muốn Đinh Tiễn suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nếu Tư Việt không còn ở Thanh Hoa nữa thì chuyện Đinh Tiễn vất vả thi vào đây cũng không còn ý nghĩa. Ngày hôm sau, Đinh Tiễn tặng Tư Việt một hộp sô cô la kèm một bức vẽ chú robot tháng 4. Nhìn hộp sô cô la trên bàn, Tư Việt không nỡ ăn. Vậy mà cô bạn học cùng anh mới đến đã dám bóc một viên. Tư Việt thấy cô ăn kẹo của mình thì tức cái mình. Thế mà cô gái kia vẫn trơ ra lại còn cầm lấy cả hộp sô cô la rồi hứa sẽ tặng Tư Việt hộp khác. Không những vậy, cô còn mang hộp sô cô la về câu lạc bộ manga để Đinh Tiễn nhìn thấy. Khi Đinh Tiễn hỏi cô lấy hộp sô cô la này ở đâu thì cô lại hồn nhiên nói được Tư Việt tặng. Không thể hiểu nổi khái niệm tặng và tự lấy khác nhau như vậy mà sao cô nàng này vẫn nhầm lẫn được. Đinh Tiễn nghe vậy liền chạy tới chỗ Tư Việt tính sổ. Đinh Tiễn rất khó chịu khi Tư Việt dám tặng sô cô la của cô cho người khác. Đinh Tiễn đã cố gắng hết sức để hai người có thể bên cạnh nhau, vậy mà Tư Việt không bao giờ nhìn vào sự cố gắng của cô. Lẽ nào Tư Việt không có chút tình cảm nào với Đinh Tiễn hay sao? Lẽ nào sự cố gắng suốt 4 năm qua của Đinh Tiễn cũng là vô ích hay sao? Kể từ ngày hôm nay, Đinh Tiễn sẽ không bao giờ tới tìm Tư Việt thêm một lần nào nữa. Đinh Tiễn đứng thẫn thờ bên trạm xe bus tới tối muộn. Học trưởng nhận ra Đinh Tiễn liền ngỏ ý đưa cô đi dạo quanh thành phố. Sau đó học trưởng đưa Đinh Tiễn tới một viện bảo tàng. Tại đây Đinh Tiễn đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn bức vẽ một làng quê yên bình. Học trưởng cho rằng Đinh Tiễn còn vẽ đẹp hơn những họa sĩ ở đây. Anh không muốn Đinh Tiễn lãng phí tài năng thiên bẩm của mình. Hơn nữa anh mong Đinh Tiễn sẽ đi theo lối đi riêng của mình mà không phải chạy theo ai. Cuối cùng Đinh Tiễn cũng đã có quyết định của riêng mình. Ngày hôm sau Đinh Tiễn mang tác phẩm của mình tới nộp cho công ty truyện tranh. Đinh Tiễn muốn tham gia cuộc thi vẽ do công ty tổ chức. Chủ nhiệm vui vẻ nhận bản vẽ của Đinh Tiễn và hứa khi nào có thông tin về cuộc thi sẽ lập tức báo cho cô. Bên này giáo sư cũng báo cho Tư Việt biết tin Đinh Tiễn đã rút khỏi nhóm nghiên cứu. Tư Việt nghe vậy thì thấy rất mừng bởi Đinh Tiễn đã có hướng đi của riêng mình. Sáng hôm sau Đinh Tiễn và Tư Việt gặp nhau giữa sân trường nhưng hai người chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Nhận được tin quản lý công ty sản xuất truyện tranh muốn ký hợp đồng với mình, Đinh Tiễn mừng muốn phát điên. Đinh Tiễn lập tức chạy tới công ty ký hợp đồng. Cùng ngày hôm đó học trưởng mời thành viên của câu lạc bộ manga tới một nhà hàng dùng bữa, trong đó có cả Tư Việt. Tại đây Lộ Phi gửi lại Tư Việt hộp sô cô la đồng thời xin lỗi anh vì đã tự ý lấy đồ của anh. Học trưởng liên tục thể hiện thái độ quan tâm Đinh Tiễn khiến Lộ Phi ngồi đối diện cũng phải thốt lên hai người rất xứng đôi vừa lứa. Học trưởng cũng thú nhận bản thân anh rất thích Đinh Tiễn. Tư Việt nghe mà muốn buồn nôn liền xin phép ra ngoài. Học trưởng cũng đi theo sau Tư Việt. Anh dằn mặt Tư Việt không được thái độ lồi lõm với Đinh Tiễn. Thế nhưng Tư Việt cũng chẳng phải đậu vừa giang dạng vừa đâu. Chuyện của anh và Đinh Tiễn chẳng liên quan gì đến học trưởng cả. Tư Việt khẳng định Đinh Tiễn nhất định không thể rời xa anh cho dù mối quan hệ của hai người có như thế nào. Ai ngờ Đinh Tiễn đã đứng bên ngoài nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Tư Việt liền đuổi theo cô ra bên ngoài. Anh cũng xin lỗi Đinh Tiễn vì hôm đó đã lỡ nặng lời với cô. Thế nhưng Đinh Tiễn cho rằng Tư Việt chỉ coi cô như một trò đùa. Đã vậy anh còn mặc định rằng cô sẽ bám theo anh mãi mãi. Chính vì vậy Đinh Tiễn muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tư Việt. Ngày hôm sau Sa Địch đã gọi điện thoại cho Đinh Tiễn. Hóa ra Sa Địch đã tìm ra tung tích của Từ Kỳ. Rõ ràng Từ Kỳ vẫn luôn ở đây mà Tư Việt lại nói với cô rằng anh không biết Từ Kỳ đang ở chỗ nào. Sau đó Sa Địch cùng Đinh Tiễn đi theo Tư Việt về tận nhà. Lần này Sa Địch nhất định sẽ vặt trụi lông Từ Kỳ. Sa Địch đứng bên ngoài gõ cửa rầm rầm khiến Tư Việt đành phải ra mở cửa. Sau khi tìm được người cần tìm, Sa Địch liền đuổi Tư Việt cùng Đinh Tiễn ra ngoài. Trong phòng Sa Địch liên tục hét lớn khiến Từ Kỳ đinh tai nhức óc. Sau đó Từ Kỳ lớn tiếng với Sa Địch khiến cô giận dỗi bỏ về. Tới khi Từ Kỳ nhận ra bản thân đã sai liền chạy đuổi theo Sa Địch. Nghe thấy tiếng tai nạn xe ở phía xa, Từ Kỳ như muốn ngừng thở. Cũng may mà đó không phải là Sa Địch. Khi Sa Địch quay lại, Từ Kỳ bỗng ôm chầm lấy cô như thể lo sợ cô sẽ biến mất mãi mãi. Nhìn hai người gương vỡ lại lành, Tư Việt và Đinh Tiễn đứng một bên cũng bất giác mỉm cười. Hai người hạnh phúc, bốn người vui là có thật. Tối đến Tư Việt lại đến bệnh viện thăm bố.
Bố lo lắng Tư Việt sẽ mệt lả khi cứ phải chạy qua chạy lại như vậy. Tư Việt cũng khoe với bố chuyện Đinh Tiễn đã đỗ Thanh Hoa. Trong mắt bố mẹ Tư Việt, Đinh Tiễn là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và siêu nhiều năng lượng. Ông cảm thấy vô cùng có lỗi khi làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Tư Việt. Mẹ Tư Việt nghe thấy hai bố con tâm sự cũng từ từ bước ra. Bà không ngờ chuyện bà ghen tuông mù quáng bấy lâu nay lại khiến chồng áp lực đến vậy. Bà khoác áo ấm lên người ông rồi dìu ông về phòng. Trước khi về phòng, bố Tư Việt khẳng định con trai mình sẽ luôn đứng vững trên đôi chân của mình cho dù có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, câu lạc bộ manga và phòng nghiên cứu robot có một cuộc thi tại công ty Sigma. Không ngờ công ty này lại là công ty của học trưởng Bách Tòng. Tại đây, Tư Việt luôn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Đinh Tiễn. Tư Việt cũng giải thích chuyện anh đẩy Đinh Tiễn ra xa chỉ vì muốn tốt cho cô. Thời gian vừa rồi, Đinh Tiễn quyết định bỏ mặc Tư Việt khiến anh vô cùng hối hận. Thế nhưng Tư Việt lại cảm thấy tự ti khi để Đinh Tiễn nhìn thấy bộ dạng tự ti của mình hiện tại. Nói cho cùng, Tư Việt luôn mong Đinh Tiễn có hướng đi riêng cho mình chứ không phải cứ đuổi theo anh. Nhưng Đinh Tiễn bằng lòng theo đuổi Tư Việt, bằng lòng làm mọi thứ vì Tư Việt chỉ vì quá thích anh. Mặc dù Đinh Tiễn rất thích Tư Việt nhưng tình cảm phải đến từ hai phía. Đinh Tiễn cứ mãi chạy theo Tư Việt cũng không có tác dụng gì. Đinh Tiễn thắc mắc không biết Tư Việt có biết cảm giác thích một người là như thế nào không. Tư Việt cũng sững sờ trước câu hỏi của Đinh Tiễn. Thấy Lộ Phi đi về phía mình, Đinh Tiễn liền quay người về phòng. Lộ Phi nghi ngờ Tư Việt có tình cảm với Đinh Tiễn. Không để Lộ Phi phải nghi ngờ lâu, Tư Việt khẳng định chuyện anh thích Đinh Tiễn là thật. Sáng hôm sau, Tư Việt dẫn Đinh Tiễn tới một khu vui chơi gần đó. Khi Tư Việt hỏi đám bạn thân nên dẫn Đinh Tiễn đi đâu chơi, cả đám liền chỉ về phía nhà ma. Thế nhưng Đinh Tiễn là chúa sợ ma, anh đành đổi hướng dẫn Đinh Tiễn tới mê cung. Nếu Tư Việt thoát ra khỏi mê cung trước thì sau này Đinh Tiễn không được ngó lơ anh. Nếu Đinh Tiễn ra trước thì cô muốn làm gì Tư Việt cũng được. Sau đó hai người lại dẫn nhau đi chơi gần hết khu vui chơi. Cái ý tưởng thi đấu trong mê cung đã bị hai người lãng quên. Trong khi ngồi uống nước, Đinh Tiễn chợt nhớ ra bản thân đã thắng. Đinh Tiễn yêu cầu Tư Việt phải đóng giả một con thú. Tư Việt mặc bộ đồ chú gấu vàng đáng yêu mang bóng bay tới tặng Đinh Tiễn. Tối đến, hai người đang trên đường về thì trời bỗng đổ cơn mưa. Khi hai người đứng trú mưa trước một cửa hàng tạp hóa, Tư Việt bỗng nắm chặt tay Đinh Tiễn rồi hôn lên môi cô. Đinh Tiễn giật mình đẩy Tư Việt ra rồi co giò bỏ chạy. Thấy vậy, Tư Việt liền vội mua một chiếc ô rồi đuổi theo Đinh Tiễn. Về tới khách sạn, Tư Việt hỏi Đinh Tiễn có tới tham gia lễ khai mạc cuộc thi nghiên cứu robot ngày mai không. Đinh Tiễn còn chưa kịp trả lời thì Bách Tòng đã đi tới phá vỡ khoảng trời riêng của hai người. Thấy Bách Tòng đợi mình đã lâu, Đinh Tiễn đành đồng ý nói chuyện riêng với anh. Bách Tòng đưa Đinh Tiễn tài liệu về công ty Hoài Thanh. Thấy công ty đang có nhu cầu tìm họa sĩ, Bách Tòng liền giới thiệu cho Đinh Tiễn. Bách Tòng cũng nói cho Đinh Tiễn nghe những mặt tốt và xấu của công ty. Tư Việt ngồi bên cạnh nghe lén cũng đá đều học trưởng mấy câu. Sau khi nói chuyện, Bách Tòng và Tư Việt đều muốn đưa Đinh Tiễn về phòng. Vậy là cả người đàn ông đều đi theo Đinh Tiễn tới tận cửa phòng. Thấy Tư Việt muốn nói chuyện riêng với Đinh Tiễn, Bách Tòng đành ra về. Tư Việt cũng cảm thấy công việc Bách Tòng vừa giới thiệu rất tốt. Anh mong Đinh Tiễn cố gắng nắm bắt cơ hội nghìn năm có một. Nếu đây là công việc Đinh Tiễn yêu thích, Tư Việt nhất định sẽ ủng hộ cô hết mình. Nói đoạn, Tư Việt quay người ra về. Sáng hôm sau, Tư Việt đợi Đinh Tiễn tới tham gia buổi khai mạc cuộc thi sáng tạo robot. Ai ngờ Lộ Phi xấu tính lại nhốt Đinh Tiễn trong phòng thay đồ. Thấy điện thoại của Đinh Tiễn còn ở bên trong thùng xe, Lộ Phi liền kêu tài xế chạy đi. Buổi khai mạc kết thúc, Tư Việt liền đi tìm Đinh Tiễn. Tới trước phòng thay đồ, Tư Việt bỗng nghe thấy tiếng của Đinh Tiễn. Anh lập tức đạp cửa cứu cô ra ngoài. Sau đó, Tư Việt lại đưa Đinh Tiễn tới hội trường khai mạc. Khi Đinh Tiễn bước lên bục cao, Tư Việt bỗng bật máy chiếu đoạn phim khủng long bay vào vũ trụ vô cùng đáng yêu. Thước phim này giống hệt với những hình ảnh trong nhật ký online của Đinh Tiễn. Tư Việt nắm tay Đinh Tiễn khen cô là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này. Khung cảnh đang lãng mạn bỗng bảo vệ bước vào phá hỏng bầu không khí. Kết quả hai người bị bảo vệ gọi tới mắng cho một trận. Cũng may Bách Tòng kịp thời xuất hiện giải cứu hai cô cậu. Trên đường về khách sạn, Bách Tòng thông báo phía công ty Hoài Thanh đã đồng ý ký hợp đồng với Đinh Tiễn. Sáng mai Bách Tòng sẽ tới đón Đinh Tiễn chở cô đi mua vài bộ quần áo mới. Tư Việt liền thắc mắc quần áo người yêu anh có vấn đề gì mà phải mua đồ mới. Câu nói chí mạng của Tư Việt khiến Bách Tòng cũng phải câm nín. Tư Việt cho rằng Bách Tòng chỉ làm theo ý mình mà không quan tâm Đinh Tiễn thích cái gì muốn cái gì. Sáng hôm sau, Đinh Tiễn đang đi cùng Bách Tòng thì Tư Việt từ đâu xuất hiện đòi đi theo. Thấy Tư Việt lẽo đẽo đi theo sau, Bách Tòng liền nói anh dai như đỉa đói bám mãi không buông. Thế nhưng Bách Tòng cũng có khác gì Tư Việt đâu, bày đặt trò chê mèo lắm lông. Có lẽ chỉ cần thêm vài giây nữa thôi là thuốc súng của hai người sẽ khiến khách sạn nổ tung. Sau đó hai anh chàng đều đi mua nước rồi tự tay đưa Đinh Tiễn. Đinh Tiễn nhận lấy hai cốc nước mà phân vân không biết nên uống cốc nào. Tư Việt cầm lấy cốc nước Bách Tòng mua uống giúp Đinh Tiễn. Tối đó mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống vui vẻ. Trong bữa ăn mọi người cùng chơi trò thật hay thách. Lộ Phi liên tục chơi xấu dồn Đinh Tiễn vào thế khó. Đương nhiên Tư Việt và Bách Tòng phải thay nhau uống rượu giúp Đinh Tiễn. Ngày hôm sau Tư Việt vinh dự nhận được giải thưởng cùng cúp chiến thắng. Tối đó Đinh Tiễn khoác lên mình một bộ cánh trắng vô cùng xinh đẹp. Cô còn đặc biệt đeo một đôi giày cao gót. Bách Tòng dẫn Đinh Tiễn tới công ty Hoài Thanh gặp mặt mấy ông tai to mặt lớn. Tới khi giám đốc công ty muốn ký hợp đồng, Đinh Tiễn bỗng từ chối. Sự thật quả thực khác xa so với những gì Đinh Tiễn tưởng tượng. Đinh Tiễn cảm thấy giám đốc không hề lắng nghe cô cũng như không hiểu tâm tư tình cảm cô đã gửi gắm vào tác phẩm. Thứ duy nhất giám đốc cần chỉ là lợi nhuận của công ty. Thấy Đinh Tiễn do dự, giám đốc liên tục đánh vào tâm lý của cô nhằm ép cô ký hợp đồng. Đúng lúc này Tư Việt bỗng từ đâu xuất hiện giải vây. Tư Việt cho rằng việc giám đốc ép Đinh Tiễn ký kết hợp đồng chính là vi phạm pháp luật. Cuối cùng Tư Việt kéo Đinh Tiễn ra khỏi căn phòng đáng sợ đó. Tư Việt cũng thay giúp Đinh Tiễn một đôi giày thoải mái hơn. Lúc này Bách Tòng bỗng đuổi theo hai người.
Anh cố gắng giải thích cho Đinh Tiễn hiểu tất cả những chuyện anh làm cũng chỉ vì muốn tốt cho cô. Thế nhưng đó không phải cuộc sống Đinh Tiễn mong muốn. Nếu Đinh Tiễn cứ ép mình đi đôi giày bản thân không muốn đi thì cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Đinh Tiễn cảm ơn Bách Tòng đã suy nghĩ cho mình, sau đó nắm tay Tư Việt rời đi. Trước đài phun nước, Tư Việt tuyên bố muốn cùng Đinh Tiễn đi hết quãng đường đời còn lại. Bao nhiêu năm qua Đinh Tiễn chưa bao giờ thay lòng đổi dạ. Kể từ nay Đinh Tiễn nhất định sẽ không buông tay Tư Việt. Tư Việt ôm chặt Đinh Tiễn trong lòng thầm cảm ơn cô rất nhiều. Sáng hôm sau mọi người lên xe cùng quay về Thanh Hoa. Tư Việt xách hành lý giúp Đinh Tiễn sau đó chen lên ngồi cạnh cô. Trên xe Đinh Tiễn dựa đầu vào vai Tư Việt ngủ ngon lành. Mới về tới Thanh Hoa, chủ biên đã thúc giục Đinh Tiễn viết tập mới cho bộ truyện manga của cô. Không còn cách nào khác, Đinh Tiễn đành nhanh chóng quay về ký túc xá viết truyện. Tư Việt quay về phòng nghiên cứu cũng nhận được lời mời hợp tác của sếp Trần. Thế nhưng mới nghe cái tên công ty Tư Việt đã từ chối. Tại sao một công ty lớn như vậy lại muốn hợp tác với một nhóm nghiên cứu mới chỉ học năm 2 đại học cơ chứ? Hơn nữa nhóm của Tư Việt cũng chưa có định hướng rõ ràng. Một công ty lớn như vậy có thể hợp tác với một bên ổn định hơn, hoàn thiện hơn. Tư Việt cho rằng công ty của sếp Trần muốn hợp tác cũng chỉ vì muốn mua bản quyền robot của nhóm anh với giá rẻ. Giáo sư nghe Tư Việt giải thích cũng cảm thấy khá hợp xử lý. Cả nhóm đồng tình với ý kiến suy nghĩ thêm về lời mời hợp tác này. Ngày hôm sau Bách Tòng đích thân tới tìm Tư Việt. Bách Tòng muốn Tư Việt hợp tác với sếp Trần của công ty Hoành Quang nhằm đánh cắp thông tin của đối thủ. Nghe Bách Tòng nói vậy, Tư Việt bỗng cảm thấy người đàn ông trước mặt anh là một người có thể làm mọi thứ vì tiền. Tư Việt cũng hạn hán lời với vị học trưởng này. Tư Việt đang chuẩn bị rời đi thì Bách Tòng lấy ra một tập hồ sơ. Bên trong có thông tin về người đã hãm hại bố Tư Việt năm xưa. Nhìn tập hồ sơ, Tư Việt bỗng có chút suy tư. Tối đó Tư Việt lại tới bệnh viện thăm bố. Nghe bố động viên, Tư Việt càng thêm khẳng định về quyết định từ chối của mình. Ngày hôm sau, Đinh Tiễn tặng Tư Việt một đôi giày nhìn khá xịn sò con bò. Đinh Tiễn khoe tiền nhuận bút của cô khá cao, sau này Tư Việt không cần phải vất vả làm lụng nữa. Đinh Tiễn sẽ kiếm tiền nuôi anh. Cô mong Tư Việt luôn giữ được nhiệt huyết để thực hiện tâm nguyện của mình. Lời còn chưa nói hết, vận hạn lại đổ lên đầu Đinh Tiễn. Hóa ra Đinh Tiễn đã bị công ty hiện tại gài bẫy để ký hợp đồng. Sau khi cô ký hợp đồng, công ty đã lấy bản quyền tác phẩm của cô rồi bán cho một bên khác với giá cao hơn. Đinh Tiễn ngây thơ tin rằng trên đời này còn rất nhiều người tốt nên không thể tránh được việc bị lừa. Đây cũng chính là một bài học để đời cho Đinh Tiễn. Nghe tin, Tư Việt khuyên Đinh Tiễn tìm bằng chứng chứng minh công ty đã lừa cô hoặc dò lại lịch sử cuộc trò chuyện để kiện công ty. Sáng hôm sau, Tư Việt tới quán cà phê đã hẹn gặp mặt giám đốc Trần của công ty Hoành Quang. Tư Việt sẽ bán sáng chế robot cho ông Trần và làm việc cho ông 2 năm sau khi ra trường nếu được trả 500.000 tệ. Việc Tư Việt cần làm lúc này là chờ tin của sếp Trần. Tối đó Đinh Tiễn chạy tới chỗ của Tư Việt. Tư Việt vừa mới mở cửa đã thấy lệ hoen bờ mi Đinh Tiễn. Tư Việt vội ôm Đinh Tiễn vào lòng. Sáng hôm sau, Tư Việt tới đưa Bách Tòng một chiếc thẻ. Bên trong là 500.000 tệ Đinh Tiễn đã mượn của Bách Tòng. Tư Việt cảnh cáo Bách Tòng từ nay về sau không được lảng vảng quanh Đinh Tiễn, bởi sức chịu đựng của anh cũng có giới thiệu. Sau đó Tư Việt quay về nhà nấu cho Đinh Tiễn một bàn đồ ăn khá thịnh soạn. Đinh Tiễn cũng trả lại Tư Việt 500.000 tệ anh đã đưa Bách Tòng. Cô cũng thắc mắc Tư Việt lấy đâu ra lắm tiền như vậy. Lúc này Đinh Tiễn mới biết chuyện Tư Việt đã bán sáng chế robot của mình. Mặc dù đó là tâm huyết của Tư Việt nhưng sau này anh còn có thể làm ra rất nhiều bản sáng chế như vậy. Thế nhưng Đinh Tiễn lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Hóa ra có rất nhiều họa sĩ trẻ bị công ty kia là giống Đinh Tiễn. Đinh Tiễn đã cùng mọi người kiện con đàn bà đầy tham vọng kia. Cuối cùng bà ta đã bị điều tra, còn Đinh Tiễn được trả một khoản bồi thường lớn. Công ty mua lại tác phẩm của Đinh Tiễn cũng đã tìm tới cô đề nghị hợp tác. Lần này Đinh Tiễn chắc chắn bản thân sẽ không ăn thêm một cú lừa nào nữa. Cuối cùng cũng đã tới kỳ nghỉ đông. Đinh Tiễn dẫn Tư Việt về nhà chơi. Gặp lại Tư Việt, bố mẹ Đinh Tiễn rất vui. Tối đó cả nhà quây quần bên bàn ăn ăn uống vui vẻ. Ăn xong, Tư Việt còn đứng dậy rửa bát chứng minh bản thân là rể hiền chồng đảm. Đinh Tiễn lo lắng bố mẹ sẽ đánh cô thừa sống thiếu chết nếu biết tin hai người đang yêu nhau. Sau đó hai người lại tới nhà Tư Việt. Đã lâu lắm rồi không có ai ở đây nên cũng chẳng có người quét dọn. Trong lúc quét dọn, hai người không may va vào nhau. Tư Việt muốn giữ Đinh Tiễn ở trong lòng lâu hơn chút nữa. Đúng lúc này mẹ Đinh Tiễn mang chăn đến. Bị mẹ Đinh Tiễn bắt quả tang, hai người mặt đỏ tía tai vội vàng đánh chống lảng. Với giác quan thứ chủ nhật của một người phụ nữ, bà đã tra hỏi em trai Đinh Tiễn. Không ngờ Đinh Tuấn chỉ vì một chiếc điện thoại mà đã bán rẻ thông tin mật của chị gái. Đinh Tuấn kể hết câu chuyện tình yêu của Đinh Tiễn và Tư Việt cho bố mẹ nghe. Nghe xong, ông Đinh liền tới phòng dò hỏi con gái. Ông cũng kể lại chuyện tình yêu của mình khi còn trẻ cho Đinh Tiễn nghe để cô con gái báo mở lòng khai ra hết chuyện tình yêu tình báo. Ông Đinh biết Tư Việt từ khi anh còn đỏ hỏm. Biết tin Đinh Tiễn yêu Tư Việt chứ không phải một ai khác, ông cũng yên tâm hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, Tư Việt tới bệnh viện thăm bố. Bác sĩ cho Tư Việt biết tình hình sức khỏe dạo gần đây của bố anh không được ổn định cho lắm. Tới phòng bệnh, Tư Việt kể lại cho bố nghe những chiến tích huy hoàng thuở nhỏ của mình. Trong ký ức của Tư Việt, bố là một người siêu nghiêm khắc. Ông luôn bắt Tư Việt phải như thế này, phải như thế nọ, khiến anh luôn cảm thấy rất áp lực. Bây giờ Tư Việt mới hiểu, ngoài bố mẹ ra thì không có ai đối xử tử tế với mình cả. Ngoài kia có quá nhiều cám dỗ, nếu bản thân không đủ lý trí sẽ vấp phải vòng lao lý. Nghe Tư Việt nói được những câu nói trưởng thành như vậy, bố anh cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Ông mỉm cười rồi nắm lấy tay anh. Cuối cùng cũng đã tới ngày quay lại trường. Đinh Tiễn nghe hai cô bạn thân xúi bậy nhõng nhẽo với Tư Việt. Tư Việt không hiểu ý liền chạy đi mua nước cho cô. Sau đó hai người rất díu nhau tới thư viện. Tư Việt muốn giảng trước kiến thức cho Đinh Tiễn bởi giáo sư giảng bài rất khó hiểu. Ngồi nghe Tư Việt giảng bài, Đinh Tiễn chỉ nghĩ làm cách nào để có thể phanh xích lô với anh.
hôm nay tuy thất bại nhưng mai này chắc chắn sẽ thành công. Hôm sau Đinh Tiễn khoác lên mình bộ cánh xinh xắn tới tìm Tư Việt. Thấy Tư Việt đang đứng nói chuyện với một bà chị già, Đinh Tiễn lập tức chạy tới ôm anh nhằm đánh dấu chủ quyền. Bà chị kia vừa đi, Tư Việt bỗng ôm chầm lấy Đinh Tiễn. Hai người đưa nhau tới một quán cà phê hẹn hò sống ảo như bao cặp đôi khác. Tới tối, Tư Việt đưa Đinh Tiễn về ký túc xá. Hai người cứ đứng ở đó lưu luyến không rời. Thế nhưng ký túc xá cũng đã đóng cửa bởi đã quá giờ giới nghiêm. Hết cách, Đinh Tiễn đành phải về nhà Tư Việt qua đêm. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Đinh Tiễn vô tình nhìn thấy hợp đồng bán mình cho tư bản của Tư Việt. Chỉ vì sự ngu ngốc của Đinh Tiễn mà Tư Việt đã phải trả một cái giá quá đắt. Thấy Đinh Tiễn sắp bật khóc, Tư Việt vội vàng an ủi cô. Cô là bạn gái của anh, vì vậy anh cần phải có trách nhiệm với cô. Vậy nên Đinh Tiễn không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đêm đó mỗi người nằm một giường nhưng Đinh Tiễn không tài nào chợp mắt nổi. Cuối cùng Đinh Tiễn phải gọi Tư Việt qua ngủ cùng. Nếu có hơi ấm của anh người yêu, Đinh Tiễn sẽ cảm thấy dễ ngủ hơn rất nhiều. Quả nhiên có Tư Việt nằm bên, Đinh Tiễn cảm thấy dễ ngủ hơn rất nhiều. Hôm sau Đinh Tiễn vừa mới quay về ký túc xá, công an đã gọi cho cô. Phía công an nói rằng Tư Việt có liên quan tới vụ việc lộ bí mật kinh doanh. Chính vì vậy Tư Việt cần liên lạc với phía công an để điều tra vụ án. Vụ việc cũng đã được phía báo chí đưa tin rầm rộ. Trong phòng thẩm vấn, Tư Việt không chút sợ sệt nói ra hết toàn bộ sự thật. Tối đó Đinh Tiễn cũng tới tìm Bách Tòng để nói về chuyện của Tư Việt. Thấy trên bàn Bách Tòng lại có dự án công ty anh kết hợp cùng sinh viên Đại học Thanh Hoa, Đinh Tiễn lập tức hiểu ra vấn đề. Bách Tòng còn chưa kịp giải thích, Đinh Tiễn đã thất vọng quay người rời đi. Sau khi nhận được điện thoại của giáo sư, Đinh Tiễn cấp tốc chạy tới bệnh viện. Sau khi nghe tin Tư Việt dính dáng tới pháp luật, bố anh đã lên cơn đau tim. Sau nhiều giờ nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra thông báo ông đã qua cơn nguy kịch. Giáo sư cũng đã nhờ ông bạn luật sư của mình bảo lãnh cho Tư Việt. Tan học, Đinh Tiễn liền tới nhà Tư Việt. Thấy anh gầy đi, trông thấy Đinh Tiễn xót xa vô cùng. Đinh Tiễn ôm chặt Tư Việt vào lòng. Cuối cùng nước mắt của người đàn ông cũng đã rơi. Tư Việt cứ nghĩ rằng bản thân rất mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại khiến Đinh Tiễn lo lắng. Đinh Tiễn tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Khi cả hai đã bình tĩnh lại, Đinh Tiễn báo cho Tư Việt biết tin cô đã thấy hợp đồng có tên của Đồng Chính tại công ty của Bách Tòng. Đinh Tiễn cũng đã tận mắt nhìn thấy Đồng Chính đi cùng người của công ty Hoành Quang. Như vậy cũng đã đủ để Đinh Tiễn nghi ngờ. Tư Việt cũng có chung một suy nghĩ với Đinh Tiễn. Anh quyết định khóa mã cốt lại để Đồng Chính tự tìm đến mình. Quả nhiên là do thằng cha này làm. Nhận được thông báo khóa cốt, Đồng Chính lập tức chạy tới tìm Tư Việt. Trong phòng thí nghiệm, Đồng Chính đã thừa nhận toàn bộ việc làm sai trái của mình. Đồng Chính cũng là một trong số ít sinh viên được giáo sư tin tưởng. Mặc dù Đồng Chính có hơi xấu tính nhưng trình độ chuyên môn của anh cũng khá ra gì và này nọ. Tư Việt hy vọng Đồng Chính sẽ không phụ lòng tin của giáo sư. Nghe vậy, Đồng Chính cũng đồng ý giúp Tư Việt tìm ra sự thật. Bệnh tình của bố Tư Việt cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Gia đình Tư Việt lại khăn gói quả mướp chuyển về nhà cũ. Quê hương Thâm Hải là nơi lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp của Tư Việt cùng đồng bọn. Đinh Tiễn cũng tới giúp gia đình Tư Việt dọn nhà. Sáng hôm sau, Đinh Tiễn cùng Tư Việt lại tay trong tay đi dạo phố. Đinh Tiễn luôn nghĩ bản thân không xứng với Tư Việt. Thế nhưng Tư Việt lại cảm thấy yêu được một người như Đinh Tiễn là phúc ba đời của nhà anh. Bên này, hai bà thông gia vừa nhặt rau vừa cười nói vui vẻ. Nhìn hai bà tâm đầu ý hợp như vậy, chắc chắn gia đình sẽ hạnh phúc mãi về sau. Tư Việt dẫn Đinh Tiễn tới một nơi không khí trong lành. Hai người cùng ngồi trên cao nhìn xuống thành phố. Đinh Tiễn lo lắng mẹ Tư Việt sẽ không chấp nhận một người con dâu như cô. Con gái quả nhiên thường xuyên lo lắng vớ vẩn. Sau cùng, Tư Việt quỳ xuống đất cầu hôn Đinh Tiễn. Khung cảnh lãng mạn cùng người đàn ông chân thành trước mặt khiến Đinh Tiễn cảm động rớt nước mắt. Đinh Tiễn mỉm cười hạnh phúc đồng ý lời cầu hôn của Tư Việt. Thời khắc Tư Việt đeo chiếc nhẫn cầu hôn lên tay Đinh Tiễn cũng là lúc hai người trói chặt lấy nhau. Ngày hôm sau, Đinh Tiễn cùng Tư Việt quay về phòng trọ. Đinh Tiễn đã đích thân trang trí để phòng của Tư Việt nhìn ấm cúng hơn. Sáng hôm sau, Đinh Tiễn đang tập trung cao độ để vẽ tranh thì Tư Việt cứ ngồi bên cạnh gây mất trật tự. Đinh Tiễn liền giận hờn Tư Việt một chút. Giáo sư cũng đã báo cho Đinh Tiễn biết tin Tư Việt từ chối đi du học. Sau một hồi vừa thuyết phục vừa đe dọa, Tư Việt đành đồng ý đi du học. Tối đó, Tư Việt gọi đồng bọn đến phòng tổ chức tiệc chia tay. Sau khi hai anh bạn thân ra về, Tư Việt đã bật khóc. Tư Việt thật sự không muốn rời xa Đinh Tiễn một chút nào. Đinh Tiễn hứa sẽ đợi Tư Việt cho tới khi anh công thành danh toại quay trở về. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Hai người cùng nhau trải qua những ngày lễ đặc biệt mà không có đối phương ở bên. Cả hai chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ của mình vào chiếc điện thoại. Ngày tốt nghiệp của Đinh Tiễn cuối cùng cũng đã đến. Đứng trên bục trao bằng mà lòng Đinh Tiễn tràn ngập cảm xúc tự hào. Đinh Tiễn nhất định sẽ nhớ quãng thời gian sinh viên tươi đẹp tại Thanh Hoa. Ngày hôm đó cũng là ngày Tư Việt về nước. Dưới ánh hoàng hôn, Tư Việt nhẹ nhàng hôn lên bờ môi Đinh Tiễn. Về tới nhà, Đinh Tiễn lấy ra vô số món quà cô đã chuẩn bị cho Tư Việt. Món quà nào của Đinh Tiễn Tư Việt cũng vô cùng trân trọng. Nhiều ngày sau, Đinh Tiễn cùng đồng bọn quay về trường cấp 3 thăm thầy giáo cũ. Bây giờ gặp lại thầy chủ nhiệm, cả bốn người đều đã không còn sợ sệt như xưa. Thầy chủ nhiệm cứ như là thầy bói. Năm xưa thầy chỉ cần đoán đôi nào yêu nhau là đôi đó nhất định sẽ thành đôi. Sau đó Đinh Tiễn cùng Tư Việt tay nắm tay quay về lớp học. Nơi đây chứa đựng biết bao hoài niệm một thời ngây ngô hồn nhiên của hai người. Có lẽ quãng thời gian tươi đẹp nhất chính là quãng thời gian còn được ngồi trên ghế nhà trường. Ôn lại kỷ niệm xưa như vậy là quá đủ rồi. Tư Việt liền nắm tay Đinh Tiễn rời đi. Đinh Tiễn quay về phía sau bỗng nhìn thấy bóng dáng mình trong bộ đồng phục cấp 3. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.